Rồi em xin chào tất cả anh mấy chú đã trở lại kênh của em nữa nha. Thì hôm nay em lên máy điện, máy pin đồ nghề nữa nha anh. Thì đồ của em hôm nay được nhiêu đây? Rồi cũng hết đồ mà anh, vét vét đồ nhà luôn rồi đó. Đây, máy điện. Nang đồ cũng thanh lý lại luôn. Cắt trượt, rồi có cắt tua chậm luôn. Mà con nó bể em cũng thanh lý luôn. Rồi đồ nghề. Nghề thì đây. Nghề đây. Đó, rất là nhiều luôn các anh. Đồ nghề nói chung là có sưu tầm cũng có nữa nha. Rồi giá em thông báo ở đây là tất cả là em đều bao ship rồi nha các anh. Khách mới vui lòng cọc giùm em 50.000. Những đơn hàng nặng mà anh vui lòng cọc theo giá trị đơn hàng giùm em ha. Thì mua hàng bên em thì anh cứ liên hệ qua em hai số điện thoại em có để trên tựa đề video. Mua hàng thì bên em thì được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận luôn giùm em nha. Rồi thì bây giờ em sẽ vô món đầu tiên của ngày hôm nay luôn nha. Rồi mấy anh đang xem video, thấy thích video thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ em nha mấy anh ơi. Mua hàng thì cứ liên hệ qua hai số điện thoại này đây, tăng với ngân nè. Rồi, thì bây giờ em sẽ vô món số đầu tiên của ngày hôm nay luôn. Số 1 nha mấy anh. Ba cái này, thử không có nào lên hết trơn á. Cái này Hikuki, sạc là, nói chung là sạc chỉ nhận sạc pin benzin thôi nha mấy anh. Hikuki sạc được từ 12V cho đến là 18V luôn em anh. Martinchina hé, con này thì đứt dây à, không lên nguồn. Sử dụng là điện 100V. Rồi cục này bể đâu? Cái này thì nó cũng không lên luôn mấy anh ơi, cũng Hikuki luôn, y chang luôn, mới chát luôn. 14 đến 18 luôn nè, ly ông. Không bể. Này nó có sạc lấy luôn nè, có ghim USB luôn nè. Rồi còn cái này thì bị bể ở đây nè mấy anh, bể chơi đồ mà mình để có chấu mình gài vô nè, bể tiêu rồi. Hitachi luôn, sử dụng là điện 100V nha mấy anh. Là cái này cũng nhận benzin luôn á, nhưng mà bây giờ nó không lên nha. Ba cục này là nói chung là ba cục này chích que, nói chung là không lên nguồn, không lên yết gì hết trơn. Số 1 em bán cho anh về sửa chữa hay làm gì làm nha. Mã số 1 giá 200.000, còn y nguyên bao cho anh chưa gỡ. Số 2 anh, một cục mát nha, mã GC925, sử dụng là điện 100V. Da băng. Sạc là DC là 14.4 và 18 25.2 luôn anh. Đó. Cái này chỉ có một cái cục sạc thôi, không có dây nha anh. Thì cái này nó chỉ nhận benzin thôi nha. Đây. Còn lên điện sạc là còn nhận pin luôn, còn nhận pin luôn nha mấy anh. Nói chung là cục sạc này ok. Còn mấy anh để cho mấy nghe anh nghe nó chạy cái. Đẹp luôn á, cục sạc này đẹp luôn á mấy anh. Nè. Quạt chạy nè. Em gu mấy anh. Chỉ có cái cục sạc thôi, không có dây nha, dây thì dễ mấy anh mua nè. Rồi mã số 2 bán giá 200.000. Số 3 em lên cục sạc Makita. Cục sạc này sạc được từ 7.2 cho đến là 18V, sử dụng dẫn điện là 100V nha mấy anh, China luôn, sử dụng mà điện 100V. Nói chung là chỉ nhận sạc benzin nha, còn lên nguồn lên nó cũng chung là còn nhận pin luôn. Cũng có những cái quạt em ơi. Gì? Cái lỗ này không có quạt cho nên mấy anh không có nghe nó chạy được nha mấy anh. Đây. Cục này là còn lên, còn sạc luôn. Nói chung là chỉ nhận sạc pin gin thôi. Mã số 3 nha mấy anh. Giá 180.000. Lỗ này không có quạt. Số 4 mấy anh. Này thử không? Thử. Cục sạc này là anh nào không mua con tỉa cành dài dài của em là giờ mua này được á. 10V 8 nha mấy anh, ly ông luôn, made in China. Sử dụng là điện 100V, dây điện pin luôn. Còn lên luôn nha mấy anh. Anh nào mà mua cái tỉa cành mà dài dài màu màu xanh xanh giống vậy nè. Rồi, nó đó mấy anh. Rồi. Cục sạc này là nó gin của nó nha, cho nên nó là mình nó chỉ nhận pin gin thôi. Chứ nó pin mấy anh đóng lại là không có lên nha mấy anh. Rồi cái này thì em bán giá là đóng lại vẫn lên, rồi đóng bằng vỏ nó mới mấy. Ừ. Biết rồi. Dạ, pin hư. Số 4 hả anh? Pin này pin hư nha, về cho anh đóng lại nha. Mã số 4 giá 150.000 cục pin với cục sạc. Số 5 này pin lên không?
Này em bán cục sạc với cục pin Makita luôn. Cục sạc Makita sạc Li-ion luôn, sạc từ 14.4 đến 18V. Sử dụng dẫn điện 100V nha mấy anh. Made in China luôn. Dây điện đầy đủ, sạc ok nha. Đây. Loại này gắn pin cho nó lên điện. Pin này là pin nó hết lên volt nha mấy anh, chưa để đâu thử. Cái vỏ pin còn đẹp, pin này bị dạng pin mỏng á anh. Chân gờ. Pin này không lên nha, pin còn nguyên nguyên xeo chưa bóc nha mấy anh. Đó. Loại sạc này có pin cho nó chép đèn. Thấy không? Ừ. Loại sạc có pin nó chép đèn rồi, pin hư nó không cần sạc. Pin hư nha mấy anh. Pin hư. Nói chung bán cho mấy anh về lấy vỏ với lấy cục sạc làm gì nào. Cục sạc thì còn lên. Mã số 5 nha mấy anh, 200.000. Giá em thông báo tất cả là em đều bao ship rồi nha. Mã số 6 luôn, một cục pin HLT. Cục này như volt anh. 22V này nè. Cục pin này 22V 3.3H. Có gỡ rồi hả? Có gỡ luôn chứ. Ủa. Ở trong là mấy anh nước vô nha. Tình trạng là nước vô. Như vậy đây, còn lên không? Đo đi. Hả? Đo thử. Chưa có đo nè. Đây phải không? Cộng rồi. Còn lên luôn, còn lên. Còn lên được tầm khoảng 14V nha mấy anh. Lên được 14V luôn nha mấy anh. Tính không đo mà đo à. Luôn đi. Lên được 14V luôn. Dạ. Yeah. Thử còn báo đèn không, báo đèn nè. Rồi vậy chắc rồi, không đủ nè. Cục này thì bị nước vô tại học me, mấy anh về có thể lấy vỏ cũng được nha. Rồi cục này mã số 6 em bán giá 230.000. Cho vỏ này, vỏ thì ok, ốc ác móc này kia đầy đủ hết nha. Trời. Tới là số 7 mấy anh, một cục pin Hitachi. Cục pin này là pin nhận sạc pin nha. Pin này là pin còn ok. Thì móc mát, ốc này kia là đầy đủ hết. Mấy anh mua em mới gắn vô. Chứ nó là còn ok nha mấy anh. Chưa vệ sinh luôn á. Bên thì nói chung là cũng khá đẹp. Bằng chảy ấy hàng chứ không bằng chảy cước cà vô cái má kêu. Thì cước cà nhán lửa luôn. Nó bủ à. Được rồi kệ đi, vậy cho người ta vệ sinh. Chùi cho dễ thôi, bên xấu bên đẹp chứ. Ừ. Bên đẹp nha anh. Nước vô thì cũng có dấu nước vô đây. Chút xíu à, còn dán trắng là bụi. Còn này là bụi thôi. Nói chung là pin còn đẹp, pin màu đỏ. Rồi ra đi. Cục này là cục Hitachi 14.4 3AH. Vỏ ok nha, vỏ liền lạc không bể vỡ. Cầm đồng hồ lên. Lên còn được 15V mấy luôn. Đây, hơn 15V chút nha mấy anh. Đó. Rồi. Máy đâu? Gắn vô máy, máy chạy nha mấy anh. Gắn cho sạc pin thì sạc ok luôn, bao cho mấy anh nhận sạc pin nha. Báo đèn không lên. Máy 18 rồi, gắn 14 sao lên. Rồi, em sẽ thử sạc cho mấy anh. Cái đây đi thử. Đây. Mấy anh nghe không? Quạt chạy không? Nói chung là bao cho mấy anh nhận sạc pin yên tâm đi. Rồi, ngoại hình vỏ nè. Rồi, cục này em bán giá 300.000. Mã số 7 nha mấy anh, 300. Bao ship. Số 8, cục Hitachi mấy anh. Pin này là cũng... Ê, đưa bằng chải nãy đâu rồi. Nó cũng đẹp quá mà bụi quá. À, cái cục pin này cũng nhận sạc pin luôn. Hitachi nha mấy anh. Bụi quá. Hitachi Li-ion 18V. Cục này em không có biết có bao nhiêu A hết. Ừ. Không biết bao nhiêu A mà cái này chắc 6A luôn. Không, không biết. Sao kỳ vậy? Sao giống hồi cục sao nó không để nè. Sao nó y chang cục hỏm mà. Thì vẫn 18V đi chang nhưng mà nó không ngoài không để 6A hết trơn. Cái cục này thì nó không có để bao nhiêu A hết trơn nhưng mà pin đẹp nha. Ôi xuất sắc mấy anh ơi. Samsung luôn nha. Xeo rất là đẹp luôn, hình như dấu hiệu nước vô chưa thấy. Đúng rồi mấy anh ơi, vỏ đẹp luôn, không có nước vô nha. Chỉ có bụi rồi. Nè, quá đẹp.
quá tuyệt vời. Mà không biết nhiêu ai hết trơn. Vỏ này kia, ốc ác này kia là đầy đủ hết. Tại em gửi ra đặng cho mấy anh coi trong với thử pin nè. Trời ơi, lên được 10 mười mấy hả? Mười mấy? Khoảng 18 con á. Hơn 18 con chút xíu. Gần 19 con. Đó, gạch bự là 19 đó. Vậy là 18 con gửi. Ừ. Rồi, con này em bán giá là 300. Chưa thử cái này. Ủa? Nè. Quên. Nói chung là chỉ nhận sạc gin. Mấy trời mới sạc nha mấy anh. Pin nó còn ok mà pin ok chế luôn. Chứ không phải là pin này em đóng nha, pin này pin pin mới, pin pin zin, pin zin, pin bãi chứ không phải là pin em đóng lại nha mấy anh. Đâu biết đóng pin nào mà đóng lại. Rồi, nói chung là bao luôn, bao chạy ok. Bao nhận sạc gin nha mấy anh. Pin đẹp. Mình báo một đèn đó. Lên đây. Mã này mã số 8 giùm em ha. Cục này tại không biết phân biệt là bao nhiêu A thôi, cho nên là bán cái giá này nha. Chứ hổm gà là 400, 450 không. Mã số 8 nha em anh, 350 ngàn. 380. Ủa 380 ngàn lộn. Mã số 8, 380. Mã số 9 đó anh. Lên cây đèn Makita ha. Đèn này 14.4, made in China. Dòng pin trượt. Con đèn này thì nó mất cái nút luôn. Đèn đa số mất cái nút này mấy anh. Nhưng mà còn bấm được nha. Nè, mất cái vòng ngoài thôi nhưng bấm được. Thân chỉ bán cái thân đèn, không có bán cái vỏ pin nha mấy anh. Đi ấy kìa. Đèn mất mẻ quá trơn rồi. Gì kỳ vậy? Không biết. Thấy còn trái không? Mất ấu hết trơn luôn à. À, mất ấu hết trơn luôn á. Ủa gì kỳ vậy? Ủa có trái đâu bán gì chờ. Pin thử cái gì á. Ủa đèn gì mất ấu hết trơn gì cha nội. Chưa thử luôn. Nè. Còn có con ốc chỗ này à cha nội ơi. Được cơ, vậy cũng đem con bán chỗ cơ rồi. Để anh gắn vô nó thấy nó biết. Không trái. Dây đèn hư. Dây đèn hư à. Xả ghẻ không? Xả ghẻ, xả lỗ. Thôi bỏ đi, mất rớt con rồi chứ. Vậy thôi, bỏ qua. Số 9 bỏ qua. Số 10 mấy anh. Em lên máy pin. Số 10, số 9 bỏ qua đây, số 10. Số 10 con này bị gãy. Con này Nate, ủa Bana. Con này Bana chọt. Panasonic EZT116. Con này anh nào có lấy đồ lấy ha. Đầu kẹp ra vô ok giùm em. Nó 18 cấp chuột, 1 cấp khoang. DC là con này là 12V nha mấy anh. 12V China, nó chỉ bị gãy vậy thôi. Con này lơ mơ còn chạy luôn á mấy anh. Bị gãy ngay cò luôn rồi. Rồi con này thì gãy. Bây giờ này bóng mù nha anh, không thật. Không bao con nha. Nati. Con này là con Nati. Con này 7.2V. Ok luôn. Vô to quay nhẹ luôn. Thử luôn. Makita. Con này 9.6 á anh. 9.6 bắn vít ha, đầu vít ra vô ok. Nè thử luôn đi. Thử luôn coi nó chạy không. Con này là con bắn vít Makita DC là 12V nha anh. Đây. Đầu vít ra vô ok. Em tính không thử thiệt luôn á. Nhưng mà thôi thử. À cái nắp cò thì nó hơi có cái này nè, kêu có dấu găng găng vậy nè mấy anh, hình như nó nứt hay sao không biết nữa, nhưng mà nó găng găng. Chạy luôn hả? Chạy luôn nha mấy anh. Rồi, gỡ đi. Con này chạy. Con này mù, mà con này sao chết nổi. Con này coi chừng quay mơ sống luôn á, bị hư cò thôi, bị gãy nghe cò luôn. Bị cấn gãy thôi chứ nó còn chừng sống. Ờ con này chạy luôn á anh ơi. Full. Nhưng mà bán mù nha. Tại em thử cho mấy anh coi có niềm tin mua máy mù thôi bên em thôi thiệt á. Rồi, cái này chứ không phải là tụi em thử chết hết rồi tụi em bán đâu, không có vậy đâu nha mấy anh. Mã số 10 nha mấy anh. Mù là bán mù thiệt á. Số 10 nha mấy anh. 300 ngàn hết 4 cây này. 11 cái này gạch lộn phải không? Gạch lộn. Số 10 nè. Nếp gọi cũng có người hỏi nhưng mà bị gạch lộn á anh. Bị gạch lộn số cho nên là nó còn ở lại luôn. Con này á là một cái đầu khoang. Đầu khoang này là 4 ly nha anh. Ra vô ok. Đây là cái motor nữa nè. Này thì mình gắn vô khớp này. Này gắn vô giùm anh. Một cái đầu bắn vít. Đầu bắn vít hơi xét. Một cái đầu khoang này cũng 4 ly luôn, ra vô ok luôn.
Đó, combo nó vậy nha mấy anh. Con này có đèn pin nữa mà đèn pin mất tiêu rồi. Nè. Nói vậy nè. Không có người hỏi á mà chồng em á gạch lộn á cho nên là đúng còn lại luôn. Rồi gạch mã số 4. Rồi mã số 11 hôm nay 150.000 nha. Ba cái vậy. 11 150. Cái này á, rồi tới bộ này. Cái bộ này là đặt rồi nhưng mà hứa cọc mà mất tiêu, em cũng không biết ảnh đâu mất tiêu rồi, em cũng không biết luôn. Hôm nay bán lại nữa. Ôi cái công nhận cái con này nó xui quá mấy anh. Không lẽ vợ bớt 20.000 xả xui chơi. Bớt luôn. Đi đâu vậy? Pin chạy lắm anh. Đèn lên luôn nè. Đồ dít ra vô ok nha mấy anh. Gơ rất ít luôn. Con này đồ gơ rất ít nha. Con này thiệt bảo đảm anh luôn. Lập to nọt. Ngon lành luôn. Mạnh như súng luôn á. Mấy con này em biết. Lúc trước em khoái mấy con này đó em chơi nhóc luôn á. Mà em bán từ từ với còn có một con một à. Ra vô ok nha mấy anh. Đầu gơ rất ít luôn. Em bán một pin, một máy, một sạc. Máy em là em bao chấm anh là full chức năng. Còn pin sạc em không bao nha. Có ít lắm. Máy chạy ok nha. Đảo chiều này kia đầy đủ hết. Đi tóc mượt luôn. Nói chung là ok hết nha mấy anh. Rồi bớt 20.000 xả xui. 530 mấy anh. 12 530.000. 13 mấy anh. Con Nati nè. Bắn dít Nati ha. EZ6605 DC là 12V. Con này thì nó có chỉnh lực, chỉnh gì mà chả bả lửa này nè. Đầu dít đây. Ra vô ok. Gơ lắc rất ít luôn. Con này bán thân máy không vỏ pin nha. Vỏ pin này của em. Con này không có thắng mấy anh ơi. Thắng yếu. Hả? Thắng yếu. Có thắng mà yếu hả? Ừ. Có điều tốt nha mấy anh. Mà thắng yếu. Để anh thử coi. Không mà mấy con này đâu có thắng như mấy con mấy kia đâu. Mà cho thắng yếu đi, cho dễ. Thắng yếu. Con này chạy ok, điều tốc là mượt lắm anh. Nhưng mà thắng yếu. Nhìn chân pin lại nó ngang. Bóp cục pin vô nó ngang. Chúa, đứng nãy vô coi. Búa ok. Đang nhận vô nhận gà. Không biết. Nhận vô. Nè, dẫn ốc 6 ly là tự động 6 ly nữa không? 8 ly. Ốc 10 ly. 10 ly 12 ly. 12 ly hết luôn, hết đít luôn rồi. Chưa. Cái 12 ly mạnh nặng lắm, em bớt không nổi đâu. Rồi. Không ăn. Quên em không ăn thôi chứ máy chạy ok nha mấy anh. Có chỉnh lực gì đây nè. Đó. Rồi, con này thì thắng thì yếu. Rồi, con này em bán giá 350 nha. 13 350.000 cho con bắn dít này nha mấy anh. 14. Con bắn dít Nati nha mấy anh. Này Panasonic á. Không chạy. DC là 14.4 made in Japan nha. Mã là EZ7540 hay gì á, mất tiêu 7543. Đây là motor con này không than. Cái con này là mình xài nè anh bỏ. Không chạy nha mấy anh. Đầu dít ra vô ok. Thân máy. Con đó anh chạy anh bỏ sao cái gì á. Em ghét nhất về dòng Bana á anh. Thiệt. Anh gắn pin không được anh tức chứ không gì á. Gắn không được mà gỡ cũng không xong luôn á. Bỏ em ghét nó. Nè nó còn lên đèn. Gắn có gắn chưa nghi khớp người ta rồi gắn được. Bỏ không không ngừa. Nó thấy ghét không? Con này thì là không than nhưng mà nó cũng không có lên luôn mấy anh, nói chung là bị hư gì rồi. Không biết này em cũng có xài á. Mà xài này bỏ làm sao á. Mà giờ nó hư rồi. Không lên rồi, không lên luôn đi. Nè. Nè con lên đèn nè. Đó. Nó còn ẹt.
Rồi. Con này xác nha mấy anh. 14.280.000 cho con này nha. Ngoại hình ok, không có bể vỡ gì đâu hết, đầy đủ đồ trống luôn, chưa đụng chạm nha. 15 mấy anh. Con băng dít Hitachi DC là 12V nha mấy anh. Đây. Băng dít ra vô ok. Đầu ê con này có gơ mấy anh ơi, đầu đậu gơ. Con này đầu có gơ nha mấy anh nè, đậu gơ của nó nè. Ê con này em bớt cho mấy anh luôn. Con này em bớt cho mấy anh 20.000, 230 đi. 15.220.000 luôn. Con này bán thân máy không vỏ pin nha mà chạy ok mấy anh. Điều tóc cũng mượt, thắng cũng ok luôn. Đảo chiều. Ok. Máy chạy là ok, bao chạy full chức năng, ngon lành. Quên để thử búa chứ. Em bớt cho mấy anh luôn á. Em bớt cho mấy anh luôn. Búa nè. Rồi. Rồi. Con này thì em bán giá là 220.000, 15.220.000. Giá không bao tất cả này bill ship nha mấy anh. 16 nha mấy anh. 16 con cắt gỗ này ế clip trước gì nè. Nó bị lỗi cái rồi. Cái máy này cũng là máy của em xài luôn mà giờ nó bị lỗi, hồi nó chạy hồi nó không chạy, em cũng không biết nữa là nó bị gì. Được cái cục bi này. À, cắt gỗ Makita ở Hitachi nha mấy anh. Lưỡi là lưỡi 125 ha, mã là C14VBL. Con này BL hả? Không than hả? Sử dụng là điện ủa bạn. Con này 14. Con này là nó 14.4V nha mấy anh, BL không than ha. Đế Atomon đầy đủ đồ dùng em. Lưỡi đang sử dụng là lưỡi 125, lưỡi này cắt cây nha mấy anh. Lưỡi cắt cây ok, lưỡi hợp kim không mẻ luôn. Chỉ bán thân máy nha, con này thì lỗi rồi. Nè, bóp vô nè. Nè, nó vậy lắm anh. Nè, anh bóp vô chạy coi nè. Chạy rồi đó, nó là cái răng tát lên nè. Mình phải chuyển qua nắp màu xanh, mình nhấp hai cái bóp vô luôn. Hai cái không? Đó. Bàn bọng này kia là còn ok hết nha mấy anh. Nhưng mà nó bị lỗi cái đó vậy nha. Đó, con nói chung là bị lỗi vậy đó. Rồi, mã này là mã 16 nha mấy anh, 450.000 bao ship. 17 mấy anh. 17 một con S-Code. Con này hiệu Panasonic. Mã của nó là EV250L Lyon nha, 14.4 Catode. À, con này đẹp lắm nha mấy anh. Nè, nhìn độ nè, đẹp nguyên zin của nó nha mấy anh. Này không là màu nguyên bản của nó chỉ rồi. Có vậy thôi. Không có gì hết. Chỉ có vậy thôi. Thân máy không có vỏ pin nha. Xài pin bana đó, nó là bana luôn đó mình. Đồng lên đầu là còn ga luôn. Ti là còn đẹp. Ti là còn đẹp nha mấy anh. Xả thì mấy anh nhấn vô này xả vô nè. Nó rút vô nó nha mấy anh. Nhấp cốt pin. Rút vô thấy không? Rồi bắt ra đây. Nó xét vô luôn rồi bắt nghe. Nó không có đầu nha mấy anh. Nếu mà nó có đầu cũng đâu có giá này. Nói chung là anh nào biết xài, biết bên pin á thì hãy vô nói nha. Còn mà anh nào mà không biết á, mà đi vô nói cái con này mà mắc á, hay là bắt mắc là không được nha. Biết thì nói, còn không biết thôi nha mấy anh. Khuyên mấy anh câu vậy đó. Có nhiều anh đó, sao bắt mắc vậy? Bắt mắc đi vào trời. Nghĩ sao trời ơi, phải biết giá trị của con máy rồi mà anh hả nói. Chứ mà mấy anh nói mà em bắn mắt. Rồi đất ơi, đâu được. Mã 17 mấy anh, vậy mấy con bán rẻ sao mấy anh không nói. 17 mấy anh, em bán cái con này giá 4 triệu nha. 17 4 triệu nó còn lên. Không có đầu, nó chỉ có vậy thôi. Là bán ma, bán gì mà bán nè. Nói chung là ok hết. Thun cũng ok luôn, không có tróc luôn. Thun hầu như muốn còn đầy đủ luôn. Đẹp.
Con này là con khói bụi. 250 là mã 18 anh, con khói bụi nha. Con này chạy không anh? Con này có thân máy, có vỏ bi luôn. Pin không chạy, gắn pin mà cái tay vô chạy. Trời, kỳ á. Pin này. Cái quạt nó bị gãy rồi. Cái gì? Cánh quạt cái này nó bể nè. Rồi cánh quạt trong này nó bị gãy một cánh luôn nè. Nghe bị gãy. Ở trong bị gãy cánh luôn á. Hai cánh luôn đó, hai cánh luôn. Rồi. Chạy nè. Ghê không? Cái gãy cánh nó còn nó rung. Trời. Gì ghê vậy? Bị tăng tốc nè. Ghê. Nó hơi là bị rung lắm nha mấy anh. Pin này về mấy anh có thể đóng lại nha. Có vỏ của nó luôn, cục sạc của nó luôn, sạc lên không? Không biết nè, trời đất cơ hô quỷ. Bán cho mấy ngàn cái ảnh. Thôi hết vô đây đi. Như nữa ơi. Ủa thấy ghê chết ngộ cái quỷ nữa. Cắm vô sạc luôn. Sáu nào. Ờ trời ơi, lên luôn. Này, Trung Quốc mà gặp chiếu manh rồi. Không biết ngày chắc không nhận sạc rồi, pin hư rồi. Rồi. 18 cái manh, nhiêu đây cái manh? 150.000, mã 18, 150 bao ship. Mời trên. Một cục này cục biến hay cục nguồn gì á, không biết nữa mà anh, rất là nặng nha. Hay là cục sạc gì á. Amanon gì nè. Gì vậy? Nè. 10A. Này 20A là gì? Chỉnh hả? Cái này là cầu chi. Ừ. Còn cái này là dây nguồn á mấy anh, đứt gà, tiêu. Dây ga đứt tiêu rồi. Dây vô nè. Đồng hồ nè. Vô đây nè. Nè. Đây, còn vô đây. Điện, chị chóc mẹ này luôn là 24 100V đó. 100V 494W hả? 494VA. Ừ, 10A. 10A. Mã này DC là 24 á. Có số 2 nè, ừ. Biết thăm mấy thôi. 24 á. Chóc mẹ. Còn đẹp lắm nha mấy anh. Đích ít gì. Nói chung là ngoại hình là còn rất là đẹp luôn. Nặng lắm. Mà nó nặng khủng khiếp luôn. Vô lên đẹp. Không? Ủa nó lên rồi sao thẹt được nó mà lấy cái công dây quẹt nó được. Qua quẹt thử rồi. Không lên đèn quẹt cái nó mới lên. Ngộ vậy. Giống như mình kẹp bình vô cái nó mới lên đèn á. Rồi lấy tay. Rồi. Không nghiêm vô là ổng sững rồi không? Ừ. Để gì ta mới thấy nè, không? Ừ. Muốn để sao. Kêu lên nhìn cho được thấy. Làm dính. Không nó có giật hả? Không có giật nhưng mà vĩnh thì sao được. Rồi. Đó. Để ốp xuống thì nó đụng cái gì nữa không? Ừ, cái bàn sắt đó, đụng cái le lưỡi đi. Để lấy dùng gì đi. Le lưỡi người cười á. Ê, đừng đụng không em. Đâu ta. Để em vĩnh cho cái kia. Ê. Vĩnh chi? Giật đâu mà giật nè, đụng vô giật đâu. Nè. Ra điện nè. Tụi qua thử ra điện mà, nó dẫn ra. Tự. Thấy không? Đó, nó ra điện nha mấy anh. Nó làm như có bình vô nó mới ra điện hay sao á. Hồi ra hồi thông nha. Ghê quá. Ừ, thấy không? Nó ra điện thấy không? Đó. Đó. Nhẹ nhẹ thôi, đứt còn chị. Ừ. Tụi lên điện nhẹ nha mấy chưa? Rồi. Rồi, cục này em bán giá 500.000 á anh, khá là nặng luôn. Mà mấy cục này đâu có hư, không hư đâu. Dạ mấy anh tự đấu dây tự nhiên có 19 nha mấy anh, giá là 500.000. 20. 20. Là cái này đã nữa nè. Đầu vuốt chiếc chì. Có chiếc chì không chú? Đang. Anh có chiếc chì không mà anh bán cái đầu vuốt chiếc chì. Cái này là cái đồ để mình chuốt cây viết chì á mà anh. À, điện là 100V nha. 125 cho đến là một nếu mà nó 50 hệt là nó 125W, còn mà 60 hệt là nó 100W nha mấy anh. Điện 100V. Còn đã khá là đẹp vậy nè, mới chát vậy nè. Thì thọt cái viết chì vô đè ẻn cái nó là nó chuốt à. Hút cây anh Dục này nè. Rồi, không có giúp chì em chế cây luôn em. Rồi, chọt không vô luôn. Rồi.
Anh đút ta bị kẹt rồi đó. Nó mà anh thấy không? Nó. Nó có con tắc chậu để nghe con tắc cái nó mấy. Đồ chú cái chì hả anh? Hay về mình chế gì cũng được. Nè chú cái chì nha. Nó nhộng đó rồi nè. Rồi. Cục này bán giá 150.000 chơi thôi, về mấy anh rút chơi thôi ha, sưu tầm. Độc lạ bình, độc lạ trà Vinh. Tính nó độc lạ Bình Dương, ba trùng nè. Được rồi. Rồi hả, này mã số 20 hả anh? 150.000. Chắc ít người bán lắm anh ta ơi. Thiệt luôn á. Bên em thiệt luôn á, cái gì cũng có luôn á trời. Chỉ là tiền em chưa có thôi, nhiều thôi chứ em là cái gì thấy đồ nhà em cũng gì cũng có chứ. Nhưng mà qua chập này chắc em nghĩ nó hết rồi đó. Em gom bán cũng hết luôn rồi mấy anh ơi. Thiệt á. Dây nguồn. Ủa, ổ điện nha mấy anh. Ổ này 1.500W nha mấy anh. Hiệu gì nè, Electron gì nè. Cái này thì không có 500, dây điện thì 2m, 3m. Cộng này 2m đi. Ờ à. Không có đo, tại có mấy ổ mà biến đo luôn, không đo luôn. Cho này 2m đi. Còn lên điện nè. Còn lên điện nha mấy anh. Tất cả là đều chui dẹp hết nha. Rồi, cái này cũng là vậy luôn, 1.500W. 125V. Ờ hiệu gì nè không biết luôn. Dây nè, khoảng 3m. Này khoảng 2m luôn đi, mập đó. 3m. Rồi, tới cái này của thằng National. 4 ổ mấy anh. Cái này thì mình có thể khóa lại luôn được nha. Đây. National Made in Japan có 500 luôn. Cái này dây điện thì chạy bá lửa luôn. Cái này thì đang gắn cái chu này gì mà anh cắt cái. Cắt ra gắn cái chu mình vô. Mình đang xài ổ luôn. Vậy mà anh cắt ra gắn vô nha. Ổ điện thì ổ này okay. Em thử được hả? Không, giờ mình mới cắt ra mới được. Vậy hả? Ừ. Rồi, hết nhiêu đây luôn, ba ổ nha mấy anh. Này chắc cũng 2m, 3m gì đó. Tại hôm nay không có đo, có ba ổ à. Rồi bán hết luôn cho rồi. 21 của mấy anh, giá là 180.000 ba ổ này ok nha. Rồi. Tới này mấy mài mấy anh, mấy điện, dây điện còn ok nha mấy anh. Con này hay cookie. Sử dụng nó cắt tất, sử dụng vào điện 100V, công suất là 780W. Con này sản xuất hồi tháng 6 2018 luôn, vỏ mũ ok mình nè, giùm em ha. Chụp lưỡi còn chụp lưỡi nha mấy anh, nút đẩy nha, vỏ mũ. Rồi, thử gỡ đi. Thử chạy đi rồi gỡ. Này. Chạy ok nha mấy anh. Không có bị rung nha. Bây giờ em sẽ gỡ ra cho mấy anh coi luôn, ở trong cái đích này để mấy anh mua mấy con này mấy anh sợ lửa. Cái 40 muốn anh thấy 40. Nó dựng lại được rồi. Được ốc rồi. Chỉ nheo nheo lửa mấy anh. Phải biết sao không? Được rồi, cắt đi. Ổ than á, nó gời á mấy anh. Mấy anh gỡ ra nó đâu có cứng được đâu, nó đâu có chặt cái này ổ than, cục than vô cái lam đâu mà nó không có lửa, nói chung là chỉ nheo nheo lửa thôi. Chứ máy không có bị hư nha mấy anh. Nói chung là máy xài ok nha. Rồi, máy này mã số 22 bán giá 300.000. 22 giá 300. Để mấy con này mấy anh nói đề cao mà sao còn chạy ok được. Cũng đặt câu hỏi đúng không? Mà thật sự luôn là chạy ok mấy anh. Đây, con này con Hitachi. Sử dụng đắt cắt tất, sử dụng là điện 100V, công suất của nó là 780W. Đụt. Con này thì đời cao hơn con đó một xíu. Sản xuất hồi tháng 2 2017 luôn. Vỏ mẫu y chang luôn. Không có chụp lưỡi gì hết trơn á anh. Máy chạy ok không rung nha. Gỡ ra đít ra cho mấy anh coi luôn. Ê, nó hơi kêu đạn á. Kêu kêu. Đây rồi. Gì? Đây, chỉ nheo nheo lửa rất ít luôn nha mấy anh. Đó. Chỉ nheo lửa rất ít luôn. Anh hãy lấy tay vịn lại để nó vượt lên. Tại vì nè. Hai gòi á. Nó. Đi gòi mà có nắp kia đi lại. Rồi. Thử lại có kêu bạn. Thử lại cái. Con này bọc lưỡi chụp lưỡi không có nha mấy anh, về mua giùm em nha. Đỡ mũ nguyên con nha mấy anh. Dây điện ok.
hơi nhẹ, hơi kêu nhẹ đầu thôi. 300.000 luôn anh, đời cao mà, đời cao hơn con kia chút. 23 nhé anh, giá 300.000 luôn, bao ship, máy chạy ok nha. 24 anh, một con máy mài nữa, con này cũng vỏ mũ nguyên con, dây điện ok luôn, hiệu Hitachi luôn, nút đẩy luôn nha, chụp lưỡi còn, bọc lưỡi không có, sử dụng đã cắt tết, sử dụng là điện 100V, con này công suất có 580W thôi. Tua là 11.000, con này còn sản xuất hồi tháng 1 2010 luôn, vỏ mũ 13 năm rồi. Quá êm, không rung lắc nha mấy anh, không có bị rung lắc nha, máy em kêu à. Tay, ủa chị heo lửa không, lửa lớn nha mấy anh, đó không có lửa nha. Thôi đừng nói về điện viên luôn, máy bên em ngân là giờ là không có lửa nha mấy anh. Sao không coi chỉ nheo nheo thôi mấy anh ô. Trời đó, ơi tao bán ai đâu mà vụ mấy anh chi, mua được muốn được thôi chứ mắc mớ gì vụ, không có vụ à. Vịnh vịnh cái đầu á, ngã ra đó. Mắc đầu ẩm tao thằng cái kia đi, mày ẩm vậy sao tao chịu. Rồi rồi phải rồi đó, phải rồi đó, ẩu rồi. Rồi em đun sờ rù nha mấy anh, 24 nha mấy anh, giá 300.000 luôn, máy đẹp lắm, không tin. Mấy anh mua về thử đi, người biết liền à. Thử thôi, em Ngân nói đúng không. Rồi tiếp theo một con máy mài nữa mà anh ơi, con này hiệu Makita nha, vỏ nhôm nhưng mà được cái con này khá là đẹp, gọn, cầm vừa tay luôn anh, sử dụng đã cắt tất luôn, sử dụng là điện 100V, công suất con này là 670W, dòng tua con này là thôi khỏi rồi, 9.000 tua 9.000 thôi ông nội nè, lửa chỉ có nheo nheo nè, thấy mà lửa chỉ có nheo nheo thấy nè, trời đất ơi à, thấy rõ quá vậy. Im gung nha mấy anh, nó không có bị kêu, ủa vậy không có bị gung nha, không có bị gung đích nha, con nào gung em nó gung. Rồi con này em bán giá 250.000, mã 25 250, người ta nó không gung. Rồi tiếp theo thì ta gung đâu, ủa người chứ ta nói học thấy lửa mà còn cãi hoài nữa, thấy không, để công người ta mua người ta ghi chụp hình. Rồi tiếp theo cái gì á, tiếp theo một con máy mài nữa mấy anh, con này sử dụng đã cắt tất, sử dụng là điện 100V, con này công suất nó 600W, tua là 12.000, con này 9.500 á anh, Makita 9.500 nha, bọc lửa không có chụp lửa nha, vỏ nhôm nguyên con nha, lửa nè không thấy lửa, chỉ nheo nheo không lửa lớn nha, không thấy lửa luôn. 26 anh, 230.000 bao ship cho con này. 27 em lên con mày khô. Con này dây điện còn. Con gì? Em lộn con mày khuôn với con phay hoài à. Mày khuôn với phay nó khác nhưng mà lộn hoài à. Ngộ vậy đó, không hiểu. Con này dây điện nó có quấn keo. Còn. Con này hiệu Makita mấy anh, mất tiêu hết trơn rồi. Điện là 100V nhưng công suất mất tiêu rồi, con này để đầu kẹp chắc 6mm quá. Quá không trời. 6 mờ mờ nè, chắc nó ừ đúng rồi, nó đó. Đầu kẹp con này chắc 6, được kẹp được 6 ly nha mấy anh, bự nè. Nè. Nhưng mà con này em thấy cảm giác nó hơi gung gung nhẹ. Cầm cái đít nè hơi gung. Chạy lửa chỉ có nheo nheo thôi. Đâu rồi? Nãy thấy nheo nheo lửa đâu mất tiêu rồi. Rồi hết lửa luôn hay gì? Ờ đây. Đó, chỉ nhanh nhanh chớp chớp anh thấy không, nó rồi anh này bị hư đạn rồi, anh này với mấy anh về thay đạn đi chứ nó em thấy là chắc bị hư đạn rồi, nó hơi gung nha mấy anh, hơi gung đít nha, hơi gung, cẩm này cảm giác nó gung gung như mấy mài vậy đó. Rồi 27 nha mấy anh, giá 300.000. 28 em lên mấy khoan, con khoan Hitachi vỏ mũ đây, con này dây điện bị nói khó nói rồi. Dây điện còn nha mấy anh. Đầu kẹp con này 13 ly. Ga vô nhẹ nhàng giùm em. Ga vô nhẹ nhàng em. Hiệu Hitachi. Sử dụng là điện 100V, công suất là 760W, dòng tua con này 1.100 nha mấy anh. Con này con này thì nó không có đảo chiều nha mấy anh.
Chỉ heo lửa không, lửa lớn nha mấy anh ơi. Máy ngoại hình hơi dơ, mấy anh về vệ sinh thêm nha. Tôi chậm nha. Tôi chậm nha mấy anh. Một chiều không đảo chiều. Con này mã 28 em bán giá 250.000 bao ship. Bụi quá bụi à. Bụi quá bụi à. Rồi con này. Ừ xấu dữ hả. Xấu hơn em nữa mấy anh ơi. Con này xấu quá. Con này đầu kẹp, con này 13 ly mà ra vô nhẹ nhàng mấy anh ơi. Có tay cầm luôn nhưng mà này nó độ cho cục mút rồi đã im tay lắm. Hiệu Makita sử dụng là điện 100V, công suất con này 700W, tua 1.300 nha mấy anh. Vỏ nhôm một chiều hơi xấu nha nhưng mà dây điện còn đẹp. Lửa nheo nheo mấy anh. Ngoại hình hơi xấu quá à. Mà nó cũng im. Con này em bán giá có 180.000 thôi. Đầu kẹp tới 13 lần nha mấy anh. 180.000. Thôi con này bán rẻ luôn đi. Lỡ trớn rồi mình chơi luôn. Con này em bán cho mấy anh 160 thôi. Lỡ trớn rồi mấy anh ơi, xấu nha. 160.000 mã 29, 160.000 nha mấy anh. Nhớ sửa sổ nha. Rồi 30. Mắc cười quá à, mấy con vậy á. À, mấy con xấu thì mình tụt giá, còn mấy con đẹp sao không, không bao giờ em sửa giá được nè. Trừ khi lộn giá rồi. Con này con khoan nữa mấy anh. Đầu kẹp 13 ly ga vô nhẹ nhàng giùm em, vỏ nhôm một chiều không đảo chiều. Con này khoan thường hoặc khoan bố luôn. Hiệu Makita sử dụng là điện 100V. Con này công suất của nó là 570W, dòng tua là 21.000. 21.000 lận mấy anh ơi, min trừ trên min nha. Ủa là cái đó là búa đó, còn cái kia là ngàn tua, nó khoan là nó còn 1.400 thôi nha mấy anh. Tua 1.400, tua khoan là 1.400, còn đục cái búa là 21.000. Lửa không có lửa mấy anh ơi. Chỉ nheo nheo không thấy lửa lớn nha. Máy chạy em ru à. Giờ búa nè. Trời trời. Bẻ búa ra giùm ơi. Chắc lắc nữa rồi. Nói chung là búa ok mấy anh. Rồi 30 mấy anh. 250.000 luôn. Trời ơi mưa dữ vậy. Swin 31. Yeah. 31 một yeah. Con khoan nữa mấy anh. Hiệu Hitachi. Ta bán hàng chua dữ chân mà lại mày mưa. Hiệu là Hitachi. Ủa tem nó mất tiêu hết rồi. Con này mất tem rồi mấy anh ơi. Đầu kẹp con này 10 ly. Ga vô nhẹ nhàng giùm em. Hai cấp nhanh chậm. Con này có búa luôn. Không đảo chiều. Lửa nè mấy anh. Ờ con này lửa, có lửa nha. Con này hơi có lửa là nheo nheo nha. Nè. Lửa dơ than mấy anh ơi. Lửa có một bên màu mà dơ than á. Nè, giờ hết luôn rồi nè. Hết luôn rồi, rồi hết luôn. Rồi hết lửa luôn rồi. Hết lửa luôn rồi nè. Rồi, ảo ma Canada thiệt. Tự nhiên hết lửa luôn. Cắt nhanh nè mấy anh. Rồi búa nè. Rồi cho búa đi. Búa, 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 búa. Trời ơi, nó mưa kìa. Đó. Giúp mình. Trời 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 trời. Búa ok nha mấy anh. Rồi con này em bán giá 280.000, mã 31 của anh, 280 bao ship. Rồi tiếp tục mã 29. Ủa? 31 với 29 nè. 32 mấy anh. 32. Con khoan Hitachi, đầu kẹp 10 ly sử dụng điện 100V, công suất 335W, dòng tua 1.600. Con này khoan thường và khoan búa luôn. Đầu kẹp ô đồ đẹp đã vậy. Ra vô nhẹ nha mấy anh. Một chiều không đảo chiều, vỏ nhôm em nha. Lửa nè mấy anh, không thấy lửa nha. Đây. Búa. Đăng. Bẻ cái búa giùm mấy. Chưa, nhấp nhấp cái nhấp. Búa còn nặng nặng ra kìa. Ủa? Hình như ngay khớp nó bẻ nhà hàng luôn. Cái gì kỳ. Nè.
Bữa cũng còn ok luôn nha mấy anh. Rồi con này em bán giá 220.000 luôn. Mã này mã số 32 nha mấy anh. 220.000 bao ship 33 mấy anh. Một con khoan Hitachi nha, dây điện nè mấy anh ơi. Độ mở còn luôn, quá đẹp rồi. Quá nhiều dây điện luôn. Dây điện này có thay rồi á mấy anh. Hiệu Hitachi, sử dụng là điện 100V. Con này công suất của nó là 620W, dòng tua 1100 nha mấy anh. Tua chậm, ga vô nhẹ nhàng, gỡ nhôm một chiều đầy đủ, tay cầm luôn nha. Lửa chỉ nheo nheo, không lửa lớn nha. Đây, tôi chậm nha mấy anh. Thôi kêu đạn nhẹ nhẹ, kêu đạn đầu nhẹ nhẹ nha mấy anh. 33 nha mấy anh, 200.000. 13 ly là nghe mà 200.000 thôi. 33 200 nó gặn á. Gặn nắng mưa á. Nghe không? Cái gì? Đừng có gặn. Ồ, con mưa dữ vậy, mẹ chưa có bán đồ xong nữa mà con mưa rồi. Mưa là không có được rồi. Thôi đó. Rồi, dây điện còn nha mấy anh. Con này dây điện còn luôn, hiệu là Hitachi nha. Nhờ bán hàng rồi còn thêm tặng cái ngồi có người ngồi mưa nữa. Đầu kẹp con này 13 ly nha mấy anh, ra vô nhẹ nhàng luôn giùm em ha. À, sử dụng là điện 100V, công suất con này là 580W, dòng tua siêu chậm luôn mấy anh, tua 450GBM. Ở cái con này á, thì chậm hơn con phan bầu luôn mấy anh ơi. Hai cấp luôn nha mấy anh. Không được kẹp không, ra vô bình thường. Đầu thì nó cái dặn cháy khế á, thì nó bị hơi có dấu á mấy anh vậy nè, nhưng mà nó còn ra vô nhẹ nha. Buồn rồi, nó chậm nè. Trời, nó nghe đảo chiều mà có đảo chiều luôn. Ủa đảo chiều hả? Con này có đảo chiều luôn mấy anh ơi. Ừ, như người phải đảo quên nổ như đó, nổ là nổ bể than thôi chứ làm gì nổ cha nội em quên. Rồi lại đây, gây đi chia đảo chiều nè. Ủa cho nó vô ơi, dịnh cái giùm em ám ảnh luôn quá. Rồi dịnh đi. Rồi rồi rồi, ok. Nói chung là con này có đảo chiều, quá ok luôn. Quên quên lửa, quên lửa đây, không có lửa mấy anh ơi, chỉ nhiêu thôi, không có lửa lớn nha. Con này siêu chậm hơn con khoan bầu luôn. 34 nha mấy anh, giá 350.000 bao ship, có đảo chiều luôn, quá ok. Gắn cái hai hút bụi đây. Rồi tiếp theo luôn, một con khoan Hitachi. Trời ơi mưa kìa. Con khoan Hitachi nha mấy anh, đầu kẹp con này 10 ly. Ủa? Hiệu Hitachi nha mấy anh, đầu kẹp 10 ly đúng rồi, sử dụng là điện 100V, công suất là 340W, dòng tua là 2600. Con này gió nhờ mũ, không có đảo chiều nha. Lửa không có hay lửa mấy anh ơi, chỉ nheo nheo không lửa lớn luôn nha dùm em nha. Máy chạy ok, khoan còn mới chát. Rồi con này 150.000 luôn, mã 35, 150.000 bao ship 35, 150. 36 em lên con bu lông mấy anh. Con này hiệu Hitachi ha. Ờ, bắn chắc được bu lông 22 ly gì vậy đây. Bắn được bu lông, cục bu lông 22 ly trở lại hay gì á anh. Sử dụng là điện 100V, con này công suất là 1140W, dòng tua là 1600 nha. Bu lông này bu lông đầu 1/2. Trời đất ơi. 3/4 lộn. Đầu này đầu 3/4 lộn mấy nu, lộn địa chỉ rồi. Đầu này đầu 3/4, gơ lắc có nhưng ít. Dây điện không có nha. Trời ơi. Ông đi ngoài chơi đi. Ông đi chút đi. Có lửa mình. Ừ. Con hơi có lửa. Không. Con này thì bây giờ đáo tình trạng thấy sao ta?
nó lửa này là lửa dơ lửa than chứ nó hư bộ. Nói chung là lửa dơ cơ mấy anh chứ không phải lửa hư than đâu, mấy anh tâm đi bao luôn không, bao luôn không không thì báo có lửa báo vậy thì báo có lửa thì báo có lửa báo có lửa báo là có lửa nghe mấy anh, nói chung là có lửa hai bên chỉ nheo nheo, lửa lớn hơn nheo nheo của em đi, vậy đi cho mình cho nó dễ. Nói chung là lửa em lớn hơn nheo nheo gì làm. Ừ. Rồi con này bán giá 400 36 giá 400 ngàn. Dữ vậy. Gì hai con giữ, bốn con giữ không? Chạy hết không? Chạy hết luôn. Vậy khỏi khỏi thử. Không, trời ơi, điện về em biến thưởng chết luôn. Thử đi. Ủa, 200 mấy ngàn rồi, nhiêu đây là ngán luôn á. Thì cái tấm manh tới khúc cuối cùng là biến bán gom hết, gom đại bán vậy đó. Rồi, anh thử mấy con kia đây, em báo này. Lửa chỉ có nheo nheo mấy anh. Con này sử dụng điện 100V, công suất 175W. Đầu kẹp con này 6.5 ly. Mà đẹp nha mấy anh. Con này là khoan Trung Quốc nha, không có dây điện, chạy ok, không có lửa đâu, mấy yên tâm. Có được áo luôn. Rồi, con này là con đầu kẹp con này 10 ly, hiệu Ryobi. Sử dụng điện 100, công suất 240W, không có dây điện, có điều tóc, đầu kẹp ra vô ok, chạy ok, không có bị có lửa nha anh, không có lửa nha. Con này còn chạy mà chạy vô mà ha. Cái đảo chiều nó hư rồi, đảo qua đảo lại. Con này đảo chiều hư rồi, không có dây điện luôn, cũng là một con fan Trung Quốc luôn, sử dụng dẫn điện là 100V nha mấy anh. Công suất là 240W, đã hư đảo chiều, đầu kẹp autolock ra vô nhẹ. Rồi. Con này là con bắn vít Hitachi, vít thạch cao, chạy ok, chỉ có một cái là tình trạng là nó bị kêu đạn thôi, ngoại hình đẹp, bị kêu đạn, sử dụng điện 100V, công suất 460W, vít thạch cao nghe da vô ok luôn, không có dây điện luôn. Rồi bốn con này em bán giá 250 nha. Đâu rồi, mã này là mã số 37 nha anh, 250 ngàn 4 cây. Để anh đi lấy chúng tôi. 38 anh, một con cắt ton. Rồi, cắt ton đẹp quá anh ơi. Con này hiệu Hitachi mấy anh, cắt được 3.2 ly nha, ton dày là 3.2 ly. Sử dụng là điện 100V, công suất 670W, dòng tua 900. Không có lửa mà anh ơi, đẹp lắm, mới chen xà bang luôn. Cái bài này dày lắm nha anh. Nè. Để em kẹp, hết kẹp không? Nó kẹp em đâu rồi? Kẹp ở chỗ ấy, đừng kẹp chỗ cắt nó bị phì ra. Ủa vậy hả? Kẹp sâu vô, sâu vô, sâu vô. Ừ. Lấy cái tay ra. Mày khoảng gần 2 ly á. 2 ly, khoảng 2 ly nha anh. Cắt cái bài vậy khoảng 2 ly. Nói chung là cũng còn khá là bán nha mấy anh. Để đây em. Con này thì em bán giá 800 ngàn. Dơ qua. Rồi. Mã này mã số 38, giá 800 mới chát luôn. Nồi dây này hết 150 ngàn. 150 ngàn không bán luôn. 800 ngàn. 38 nha, giá 800 nha mấy anh. Trời ơi, siêu phẩm mấy anh ơi. Để em đi đi. Con này con siêu phẩm nha mấy anh. Vậy trời. Đây, một con trời ơi trời thiệt à. Một con nhám xích nha mấy anh, kêu là nhám xích tại vì nó giống ngoại hình nó là con cứ xích nhưng mà nó là con nhám. Dạ, chà nhám. Hiệu là Makita. Con này nó để là 30 mm là 3 phân á mấy anh. Vậy ba nhám 3 phân.
sử dụng là điện 100V, công suất là 550W. Tua là từ 200 cho đến là 1000, min trên m trên min 30 x 533, nhám là 30 x 533 mm. Thì cái mã này là có luôn nha mình. Mình cứ đánh cái mã con này lên mạng đi, làm mấy anh biết giá trị con này là bao nhiêu tiền à. Nói chung là cũng hiếm lắm anh, mà không biết là mấy anh mấy kênh kia không biết có không, nhưng mà bạn em nói là chỉ có một con này duy nhất không đúng anh, một con duy nhất là duy nhất luôn á, hôm nay em bán là mất tích luôn rồi đó. Con này thì có điều tóc luôn nha, điều tóc nó 6 số nha mấy anh, điều tóc nó ở dưới này nè 6 số, nhám là còn em thấy nhám này còn xài được luôn, còn đây cái này đưa ra đưa vô được luôn nè, bóp nè mượt lắm. Để cho mấy anh coi lửa trước giùm em cái đi, lửa không có lửa, chỉ nheo lửa, không lửa lớn, không thấy lửa. Tăng tốc, để em gài lại, em gài cò lại cái. Rồi tăng tốc nha. Ok nha mấy anh, nói chung là ngon lành. Mã này là mã số 39 nha mấy anh, em bán giá là 1 triệu, 39 giá là 1 triệu bao ship nha mấy anh. Rồi tiếp theo lên con này mấy anh, con gút lê quê nha, gút lê quê bằng điện. Con này hiệu là Riveter gì nè, không biết, nhưng mà nó đây hình con lót, có hiệu là con lót tơ nha mấy anh, con tôm ha. Sử dụng là điện 100V nha mấy anh, công suất 315W, dòng tua họ dòng tua gì? Ủa ai biết đâu, không thấy, nhưng mà nó để luôn. Là da băng luôn, có ai biết đâu, nó không biết rồi cái con à. Nè da băng nha mấy anh, lửa chỉ có nheo nha mấy anh, chỉ nheo lửa mấy anh nè, chỉ nheo lửa dơ thôi, chứ không máy là nó không có hư đâu mấy em, anh yên tâm nha. Trời ơi, đã vậy. Cái đầu này vậy mấy anh, dặn ra cái thai mấy đầu mình dặn cái cục này nè, mình lấy mấy cái mà lê quê bằng tay mình á, mình dặn vô đây mấy anh, muốn cỡ lớn cỡ nhỏ gì cũng được luôn nha mấy anh. Cái lê quê này ba ly quá. Về, con cày ừ, trời lấy không lấy hà tị vậy á, ở đâu vậy, trước cái đây móc ở đây nè, móc đâu kiếm thử có con cày nữa không, lấy không dám lấy nhiều. Dạ, đâu có lại trước đấy. Ok nha mấy anh, ngon lành, gút lê quê một cây một duy nhất, chỉ một cây duy nhất và một duy nhất chứ không có cây thứ hai đâu. Dạ. 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 Mấy pin không mà biến làm quá. Cái gì vậy? Thôi, đang quay à. Tính đã tắt rồi. Rồi. Ổn. Ngọt ngọt nha mấy anh. Nè. Đâu rồi? Nhét vô nó mới sụt ra hả? Bóp. Rồi chảy ra đó. Hay nhét vô luôn nữa sụt vô. Anh đắt. Đâu bóp đây. Đó. Đấy đừng. Lút ra mấy anh, lút ra. Được rồi đó. Rồi. Để bóp. Đã quá mà nè. Bóp cái này cho uống nè. Rồi. Cái này nha mấy anh, mở 40 em bán giá 1 triệu bao ship nha. 40 triệu. Rồi, giờ tới cua lọng mấy anh ơi, mở 41. Con Gilby nha mấy anh. Con này sử dụng là điện 100V, công suất 380W. Phiên bản limited có điều tóc luôn anh. Con này hơi cũ mà thấy con chạy quá. Ngoại hình là nó bị bay màu. Nó bị bay bị bay màu luôn á mấy anh. Nhưng mà nó được cái nó chạy im. Điều tóc. Lửa không có lửa mà anh. Trời ơi. Con này em bớt cho mấy anh luôn.
nhưng mà nó được cái thôi, còn điều tóc rồi cũng mượt mượt cho nên là thôi bán rẻ nữa trăm hai luôn mấy anh. Nhớ con kia để im mà tay 41 41 120 ngàn con này nó bị kêu đạn rồi, kêu đạn mà không có lửa nhưng mà kêu đạn mấy anh, về thay đạn nha. Đầu, không đầu còn cứ ngắt à, bàn cũng còn đẹp nhưng người tải chắc để ngoài nắng đó. Con này nằm ở trên mặt đó, cho nên nó bị đè, bị điện nắm xanh nắm đỏ. 41 mấy anh, 120 con nó lên mặt gì con làm gì đó. 42 42 con con này là một cái con nha gì massage nha mấy anh, cũng còn nè niệm còn đẹp, niệm thì còn đẹp mà nó bị gãy tay rồi. Đây, gãy tay. Dây điện còn nha, sử dụng là điện 100V. Con này công suất là 32 đến với 42W. Ghim. Gãy tay rồi, về mấy anh chế lại. Quên nữa, cái con này nó đề ba lên chậm chậm nó. Thấy không? Nè 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 nè, chơi chưa? Nè. Chạy luôn. Bật này sao chạy? Rồi vậy có vấn đề nữa rồi. Nè, em đứng vĩnh, em đứng vĩnh. Bị e rồi cho nội ư, vậy nó bị kẹt cái gì trong đây rồi, trời trời có vấn đề nữa rồi cha nội ơi, xui rồi đó. Bữa tôi thấy cái tình hình là thấy cái mồi mà sửa giá là rồi, là mở khai trương là tiêu rồi đó. Rồi 42 nha mấy anh, 100 ngàn, ai lấy được lấy không được thôi dục luôn. Nói chung là bây giờ nó hơi bị đè chậm á, rồi nó bị gì chắc là yếu tụ. Con này nó xài có xài tụ nghe mấy anh, có gì yếu bị hư tụ thì mấy anh mua tụ thay vô. Mã này 42 100 ngàn. Trời ơi sửa nãy là sửa hoài luôn á, kệ đi, lỡ rồi, lỡ trớn rồi. 3 ký, trời ơi 3 ký bán ngay cha hết mẹ 60 ngàn. Vậy nè, con này là con khuấy bột lắm anh, hiệu gì không biết luôn, không có để hiệu, không thấy biết hiệu gì nghe anh nè. Sử dụng là điện 100V, công suất là 750W, dòng tua 1003, không có dây điện, tay cầm còn, cái cây cũng còn luôn. Đây có thằng nó ngay không, có giặt không, rồi thử lẽ đi làm gì trời. Tự anh em làm, nói chưa kịp trả lời anh đó. Không phải anh làm gì mà anh bị đứng hình á, bị đứng hình mất năm giây đứng hình rồi, anh đang dòm em mà. Em hỏi anh nó có giặt không sao nhớ được. Mấy ngày tôi biết con mà, con đâu. Buông anh đi, buông anh. Không có giặt. Nữa chỉ có nghe nghe mấy anh. Cây còn thẳng nha. Cây nó còn thẳng nha mấy anh. Không có bị, không có giặt ha. Mở số 43 bán giá 200 ngàn. 43 200. Rồi tới hoa bụi nè, 44 em anh, một con thổi bụi luôn. Con này hiệu Makita, con này bị gì vậy? Con chạy trực tiếp được nhưng mà gắm máy thì không chạy, chạy không được. Nó bây giờ nó chỉ, nó chỉ hút bụi, nó thổi bụi thôi chứ nó chỉ, nó mình gắn máy vô là nó không chạy em anh. Con này là hiệu Makita, sử dụng là điện 100V, công suất 520W. Đây. Hai cấp luôn rồi vậy. Đúng rồi. Có hai cấp nhanh chậm nha. Rồi nó có chỗ mình ghim cái máy vô nè, nhưng mà ghim máy vô là nó không chạy nha. Máy chạy nhưng quạt không chạy. Gì kỳ vậy? Ảo ma Canada nữa rồi. Ủa sao giờ chạy rồi? Mình qua thử đâu chạy đâu. Rồi sao giờ nó chạy? Rồi. Rồi. Nói chung là nó ảo ma Canada luôn rồi, chuyện qua nó chạy mà nay chạy luôn mà anh ơi. Con này em bán giá 400 luôn. 44 400 nha mấy anh, thổi được nhưng mà bây giờ gắn máy vô chạy luôn rồi, không biết nữa, chuyện qua thử thì gắn vô máy vô là nó không chạy, mà nay gắn máy vô thì chạy không biết luôn. 44 giá 400.
45 anh ơi, bào ế hoài. Bào Hitachi nha. Cái con này đáng lẽ bữa đó hot lắm á, bữa bị xui cái nó xui luôn anh. Ngộ gì. Con này thì bị bể một cái nắp chỗ này nè. Một cái nắp gió ở chỗ này nè anh. Bể mất tiêu rồi. Cục này thì lên xuống ok nha. Bào này hiệu Hitachi, sử dụng là điện 100V, công suất là 460W. Dòng con này bào là lưỡi 82, dòng tua 15.000 nha mấy anh. Đây bào này đẹp mà có lưỡi cái là nó hơi bị móp nhẹ. Đây lưỡi có móp nhẹ nha mấy anh, bị móp thôi chứ không phải mẻ nha, móp thôi, móp nhẹ xíu cái này thôi, lưỡi không bén mà anh về phải mài nha. Con này hơi bị khô đạn nữa, lỡ chỉ nheo nheo lắm anh. Rồi con này em bán giá 300 luôn, 45 giá 300.000. Hình như không có cọ, nó bị móp xíu này nữa nha mấy anh, cũng như dây với cái dây cu gô của nó trúng vô á. Rồi 45 nha mấy anh, giá 300.000 cho con bào này. Rồi 46 con bào này, anh này hứa cọc nữa nè mà đâu mất tiêu luôn. Con bào này cũng của clip trước luôn nha mấy anh. Thì hứa cọc em mà sao đâu mất tiêu luôn, em cũng không biết luôn, em ngu luôn rồi. Con này bởi mấy anh hứa mấy anh cọc giùm em đi, còn thôi thôi thì mấy anh hồi thì sao đi chứ. Mấy anh làm về em bán mất giá trị với máy em hết trơn rồi, giết mình mất giá nữa, bị tụt giá nữa. Ờ với làm biến bán lại luôn á. Rồi con này dây điện là khủng khiếp luôn nha, nhiều lắm, khá là nhiều. Dây điện là không lỗi luôn nha mấy anh, mềm mèo luôn, hiệu là Makita. Sử dụng là điện 100V, công suất là 12A, 1140W. Con này thì hai cấp nhanh chậm, tua 16.000 và một tua là 12.000 nha. Lưỡi bào là 136. Con này thì cái cục này thì lên xuống ok, nó chỉ bị lỗi nhẹ, con này lỗi nhẹ xíu là cái đi này nó bị nứt một xíu chỗ này. Nứt con là ngang thôi mấy anh. Tại vì sao? Dạ, gắn dây vô mấy anh. Em gắn dây vô, tại nó cắt cho em gắn dây thay dây vô rồi nó này em ra đục cái nó nứt chút xíu này. Rồi ok. Lưỡi thì ok. Bàn thì đẹp luôn nha, nói chung là đẹp. Lưỡi nói chung vậy mấy anh cũng phải mài mới xài được nha mấy anh. Tại vì nó nó cũng phải có xét á mấy anh. Chị mình mài nó không bén mấy anh. Không có mài. Mài nha. Bàn thì đẹp lắm, con này nói chung là đẹp xuất sắc, chỉ bị lỗi nhẹ thôi à. Trời ơi, nhận quá, vừa cuốn này rồi. Nhận dữ rồi. Nhận quá lóc. Giờ nhận vô mình á. Ngược lại, ngược lại. Rồi, nhận vô. Rồi. Rồi. Cái cục này miếng thun này còn nguyên luôn á anh. Đẹp luôn. Chậm nè má anh. Nhanh nè. Rồi. Con này em bán dẫn giá vậy nha má anh, 800.000. Máy chạy ok, không kêu đạn gì hết nha. Em ru 46 giá 800. Anh nào hứa cọc á thì cọc lừa liền trong đêm giùm em luôn nha. Còn không thôi thì có hồi thì họ cũng hồi luôn giùm em đi chứ. Làm gì vậy? Vậy sao bán được? Hồi liền á mấy anh. Rồi xong á em á người ta điện tới người ta mua nữa, nó nữa thì em sẽ bán được. Còn mấy anh nói mày tới sáng. Anh mấy anh mới hồi rồi sao mà em bán cho mấy anh ta được. Thì nói gì còn sáng không hồi nữa. 46 giá 800 nha mấy anh. Thiếu gì kệ đi. Là biến bán lại chết luôn á, bán mấy con vậy á, bán lại chẳng thà bị ế luôn rồi em tụt giá. Còn mấy anh á, mấy con hot không mà mấy anh làm vậy chết tụi em luôn. Rồi 47 em anh, một con cắt gỗ hiệu là Makita, có nghe dây điện cũng khá là nhiều luôn nha. Sử dụng là điện 100V, công suất con này là 1140W. Con này sử dụng là lưỡi là 200 cho đến là 216 em anh, dây điện nhiều nè. Bàn sắt, ngoại hình cũng khá là đẹp. Lưỡi đang sử dụng lưỡi hợp kim cắt cây nha.
ok, không mẻ găng nào. Rồi thử thôi. Rồi để tay thử đây, đây. Chị có nha nheo nữa không em anh? Găng này là dễ thế. Bụi quá. Hình như đem vô hốc này nó không có, không có bụi, nó không có bay được á. Hít bụi quá. Chỉ nheo nheo lửa thôi, nhưng mà thắng nó không có dạng mà không áp phê không nha mấy anh, cũng như thắng nó không ăn hung á. Vậy đi cho dễ. Con này thì ngoại hình làm mà đẹp, mọi cái lưỡi không à, nhiêu tiền rồi, nồi nồi dây điện nhiêu tiền nữa, tính ra cái máy đâu có nhiêu tiền đâu. 47 nha mấy anh, giá 500.000. Nó còn cả dẫn mấy ngóc thì cứng rồi luôn. Nuôi hên. Ừ, anh bán cứng hết lại cho em. Còn mà anh gá gá vô là tới công chuyện. Rồi dây điện là con này, con này cũng hồi nữa nè. Hồi con này hồi nữa nè. Con này cũng thằng nghiệp anh biết sao. Anh nói tôi có 5.000 cắt gạch không được. Vậy hả? Con này hiệu Huy Tây Chi nhé mấy anh. Con này sử dụng lưỡi 125, sử dụng là điện 100V, công suất 1050W, tôi là 5.000 nhé mấy anh ơi. Mà con này chắc nó con này cắt gì có bụi nè. Cắt gạch. Con này cắt gạch cao này kia, nói chung là gì cắt gỗ đi. Nói chung là mấy anh xài cắt gỗ đi cho dễ. Bàn là đế Atamon đẹp nha mấy anh, đẹp sáng dấn luôn. Con này nó là lưỡi hợp kim cắt cây. Để tay nè, nhớ có mẻ không ta? Để tay đi, lấy tay đi, tôi xem thuộc tay vô. Mỏ mẻ một găng, hai găng, ba găng, bốn găng, rồi mẻ bốn găng, lưỡi mẻ bốn găng nha mấy anh. Mất tiêu cái nắp này rồi mà hộp không có bể, mất cái nắp này thôi. Em đu nha. Rồi chỉ có nheo nheo không lựa đó. Rồi con này em bán giá y chang cũ luôn, 230.000, 49 mà. 49 con cắt gỗ hiệu Makita vỏ nhôm nha mấy anh, sử dụng điện 100V, công suất 550W. Con này sử dụng nó cắt 160. Nó đang bạn lưỡi nó đang sử dụng là lưỡi 160 nha mấy anh, lưỡi hợp kim cắt cây, lưỡi này ok không mẻ luôn. Hey, có đâu không thấy nổi rồi, không có không, như có mẻ một cái không, như là không mẻ nào luôn. Con này không có dây điện nha, trời ơi sắc lẻm. Vậy sao thử gặp em là ở không luôn rồi đó, em giục luôn. Khó thử quá mà anh ơi. Cái kẹp anh nè. Mà ngoại hình nó cũng còn mới mới mà anh. Xài được. Ai phải rẻ là xài. Không phải nói chung mà vừa túi tiền ai nói xài đi. Chứ ai không phải rẻ em cũng phải rẻ mà. Rẻ mà ngon phải không? Đúng. Rẻ mà ngon mới mua. Rẻ mà ngon mà bền mà tốt. Xài được mà. Không có thắng đâu. Không có thắng từ nha mấy anh. Không có lửa, chỉ nheo nheo thôi nha. Ok. Không có dây điện. Con này em bán giá 140.000, mã số 40 giùm em. 140.000 bao ship. 49. Mã 49, giá 140.000. 50. 50 một con cắt gỗ nữa. Con này hiệu Makita, sử dụng là điện 100V, công suất là 1050W. Sử dụng là cắt 180, con này cũng không có dây điện, không có dây điện, không có lưỡi luôn. Chụp lưỡi thì cái chợt chén để mình gắn lưỡi vô còn nha mấy anh. Nói chung ok hết, chỉ không có lưỡi với không có dây điện thôi. Đang lấy. Con này thì nó có thắng từ luôn nha mấy anh. Đụt.
đồ ích sĩ. Để em cho mấy anh coi lửa, tại nó không có cái dây điện nó khó khăn quá mấy anh ơi. Trời ơi cười. Chịu khó nha mấy anh. Ủa chỉ có nheo lửa thôi mấy anh ơi, chứ không có lửa lớn nha. Con này 150.000 luôn mấy anh, mã 50 150.000. 51 con này hiệu Hitachi luôn, sử dụng là điện 100V, công suất 1050W, sử dụng đã cắt 185. Con này có lưỡi nhưng mà không như không có lưỡi vậy đó, nó đang gắn lưỡi 165 nha. Lưỡi này cũng là lưỡi hợp kim luôn, mẻ nè, một găng nè, hai găng nè, lưỡi mẻ hai găng nha mấy anh, nhưng mà lưỡi 165 nha. Ê cái bàn này hơi cong cong nhẹ nhẹ, nó hơi bị cong nhẹ nhẹ. Cái bàn này bằng sắt nha mấy anh, nó hơi cong nhẹ nhẹ vậy mấy anh, cứ khỏi khỏi lại giùm em nha. Nè bàn còn đẹp, hơi cong chưa, dây điện không có dây điện luôn. Có tháng từ luôn. Tháng từ nó công dơ lắm các bạn. Giờ nó phải vệ sinh rồi chưa nó xài nha giùm em nha. Rồi con này mã 51 nha, giá 150.000. Nói chung hơi dơ chưa vệ sinh. Nó ẩm ẩm nó giật ai mấy anh lấy nữa. 51 giá 150. 52. 52 em có con cưa xích. Giống như clip gọi vậy. Con này gãy tay. Con này khác nha, nhưng mà đi trang clip rồi luôn. Con này sử dụng vẫn là điện 100V nha mấy anh. Công suất là 12A. Đây. 1100. 50. Công suất 12A nha mấy anh. Đó, làm gì vậy? Con này 3 tấc 3. Con này thì nó bị gãy như này nè. Nó bắt lại nha. Nó bắt lại rồi. Rồi. Đây với đây nó. Cũng như cái tay cầm nó bị gãy nha mấy anh nè, con này nè. Rồi dây điện còn dài. Bơm nhất tay. Để cái ngoài cho coi lửa. Trời ơi cái bảng tô dơ nữa rồi. Trời ơi thằng điểm ơi. Đó mày thấy không, nó dặn không. Nó dư à. 52 con này em bán giá 350.000, bị gãy tay nha mấy anh. Dây điện thì còn dài lắm. 350 mấy anh. 350, 52 350. Trời đất ơi, con này gãy tay luôn. Con này mã 353. Con cưa xích hiệu Makita, mã là 5011NB. Sử dụng là điện 100V, công suất là 12A 1120W nha mấy anh. Con này còn khá là đẹp. Mình vẽ nãy cái đó gốc đúng không? Làm con này nó 2 tấc 8. Không bị gốc không? Chịu chửi bản đi. Làm 2 tấc 8 nha mấy anh. Con này bị gãy tay luôn. Bơm nhất thường. Dây điện không có mà ngoại hình còn khá là đẹp. Dây xích thì không bén mấy anh, về phải mài mấy vũa này kia đó mới sử dụng được nha. Mưa nữa rồi mấy anh ơi. Ok nha. Vậy mấy anh chế bắp đây vòng qua đây này nè. Mã 53. Con này em bán giá là 300.000. 53 300. Không cho điện nha mấy. Còn qua em. Năm mươi bốn em lên con đục Makita. Con này mã của nó là 8500N, sử dụng là điện 100V, công suất của nó là 760W, dùng tua là 2900. Con này đục 17 ly, một chức năng đục thôi nha mấy anh. Tại gì? Chắc bị không hư có gì mấy anh nè. Bị hư. Hư cái con này nè. Hư con rồi. Con này bị hư con nha mấy anh.
Rồi. Để nó cứng vô. Rồi, chống ẩu luôn. Nó bị hư rồi. Anh nào làm được nó mua nha. Trong còn mới vậy không nữa. Còn còn đục không? Nãy nó đục á. Phải không? Không biết. Đừng. Tại vì nó... nó vậy đâu dám bóp hơn đâu. Nó bị cọ vậy á, mình bóp hơn á thì nó sẽ bị hư á anh. Rồi con này mã 54 nha anh, 280.000. Bị hư đít. 55 một con mài hai đá, con này 9.300. Makita. Con này sử dụng là điện 100V. Công suất con này là 200 nếu mà 50 hẹt đó là 230, còn 60 hẹt là 160W. Con này đá 1.5 tấc. Đá còn nhiều nha anh. Nè. Thấy không? Bên kia nhà không, bên kia còn múc luôn. Hai bên đều còn đá hết nha. Cử thì còn một bên cử, còn bên đây thì về mình chế cái cây lên nha anh. Còn cái cục, nguyên cái cục luôn nè, mà mất tiêu cái cây lên á. Còn cầm này luôn. Còn nguyên cái cầm. Máy chạy ok. Con này thì nó rất là nặng nha, nó bằng gan á anh. Cho nên nó là khá là nặng ha. Nó chạy em ru à. Chạy cũng êm. Mày không? Kêu đạn nhẹ nhẹ à, không có nặng lắm. Bỏ thay cũng được. Thấy bỏ lết xịn ta lúc hư rồi, ta... hư rồi nè, bỏ hả? Rồi. Ghê không? Rồi con này em bán giá 900.000, mã 55-900. Kêu đạn nhưng mà chưa có kêu quá mà anh. 55-900. Dơ nữa rồi đó. Con mài này là, lưu ý em anh, con mài này đã sử dụng điện là 220V mình nha. Con mài này con mài Việt Nam. Tại vì lý do là muốn hỏi em đi thanh lý em anh, thanh lý nguyên cái kho của người ta cho nên đó là nó dính vô. Cũng như người ta xài á, xong rồi cái mình thanh lý hết nhà mà mình phải lùa hết luôn, có gì mà mình lùa hết luôn. Cho nên đó là nó có con mài đá 220V nha. Nói chung á là thấy được mua không được thôi nha mấy anh. Hai máy mài Việt Nam nha. Rồi mà nó còn chạy. Chén rồi thì còn đầy đủ nè, hai ngóc còn nè. Nó chỉ có cái cùi vậy thôi. Chắc của người ta poly đồ á anh. Rồi nói chung là gom hết luôn. Ủa? Quên. Chú Việt Nam mà quên nữa. Để em đi kiếm cộng dây điện chứ quên. Chú giòn mà anh. Con này nó để motor mài nè. Rồi điện là 220V nè. Ê sao bên đây nó để 110V là được luôn hả? Bao nhiêu volt thì nó để ra 3A mấy anh à. 3A. Đây nó 220 mà. Trời. Ok mấy anh à. Nói chung là được. Về bô lưu bị bả rồi được. Nói chung còn chạy ok nha mấy anh. Em gu à. Điện cơ tiến điện. Đại. Rồi 56 nha, 300.000 cho cái máy mài Việt Nam. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Trong có cánh quạt đâu trong nữa mình. Rồi. Con này 3 sĩ 300.000. 56 300. Nhớ đó nghe mấy anh, mài Việt Nam nha. Rồi em lên con đục ế ê, ê luôn, ê sắc ế. Thì cái này nó con này nó còn cái chén ở trong đột luôn em anh, đột này đột 16 hay gì á. Phải không? 16 ly. Nó đang cái chén á. Nè, cái tem nó để vậy nha anh. 14 mà. Cái đợi đột cái chén đang đọt là lỗ 14. Nó để này là EB19V nha anh. Đọc điện luôn đi. Sử dụng điện 100V. Chưa để đặt lại đưa tem lên cho coi luôn. Nghe nặng gì vậy? Anh đậu em đọc. Trời anh vậy em khuyên được cái gì đâu. Sử dụng là điện 100V, công suất là 1050W. Đó, tem đó mấy anh tự chụp đi. Chớp quá sao chụp được. Rồi. Chớp. À, cái gì mà nó để là nè để em đọc luôn. S 41 phi 15 phi là 15 đâu? 6T. 19. Nè, 19 phi là 19 á.
rồi nó nhân cho là 6T. Còn cái ở dưới là SUS 18 phi là 18 nhân cho là 4T. Thì nói chung là con này nó đang có chén đột luôn, đột được lỗ 14. Khá là nặng, nặng lắm mấy anh ơi. Chén còn bé nha. Còn cỡ con đầu đầy đủ. Còn đầy đủ hết. Yeah. Đừng có đứng, anh để đứng lên luôn, anh đừng có để dậy nó không được. Sao không được? Ai biết đâu. Đục cái lũng mà tại em là em để bảy mà nè. Phát một lũng mà. Miếng, miếng tôm của em dày lắm á. Miếng gì nóc? Miếng gì nóc? Miếng này miếng gì nóc? Miếng inox này 4 ly lần á. Ủa 3 ly à. Miếng inox này dày 3 ly luôn á. Miếng inox dày 3 ly lận. Thì cái này em không gành, em chỉ thử chạy thôi. Ủa, á. Có lửa không? Còn cái đục bao nhiêu ly dày bao nhiêu không gành nha mấy anh, về mấy anh tự tự nghiên cứu nha. Còn mấy anh có xài mấy anh biết. Không có lửa nha mấy anh. Chỉ nhau lửa không lửa lớn nha mấy anh, ok nha. Rồi con này em bán giá 4,5 triệu thôi. Dây điện còn luôn, mã 57 giá là 4,500,000. Còn bao ship đó là giao lái luôn mà. Lái là giá này rồi đó. Lái nó tại em muốn em để em bán có này có kia với có món lạ lạ đồ á. Chứ người ta hỏi người ta mua em kìa. Mẹ không bán á. Lái là mấy... khỏi cần thử luôn á. Bữa hôm mấy con không chạy là em giao lái hết luôn rồi đó. Tại có con này thấy nó còn chạy với muốn bán cho có này có kia đồ lạ lạ rồi chứ để bán mấy mại mấy khoan hoài lạ hành nó cũng chán mình. Cho nên em để lại không thôi giờ em kêu người ta lấy liền à. 4,5 triệu rồi. Rồi. Chứ không phải nổ đâu nghe. Mấy anh nghe em nói tụi em nói vậy mấy anh nói trời ơi, nó bán không được mới đem lên bán lại nữa chứ. Không có đâu thiệt, có người hỏi mua em thiệt. Lái quen tao lấy á mà. Cái con này nữa nè, ế nè, ế nè. Ế nè bể. Bị hồi nữa đó. Hồi, mấy... Cái con này bị hồi nữa mấy anh. Một con cưa chuột Hitachi. Ơi, hiểu là Hitachi nha mấy anh. Xài lưỡi 216 nha. C8F sử dụng điện 100V, công suất là 1050W. Con này không có xây được nha 4,900. Chỉ nghiêng với chuột thôi. Chuột thì ti cũng hơi xét nha mấy anh. Khúc ngoài xét, khúc ngoài sáng từ cái gương xét được. Nhưng mà nó không được nhẹ lắm. Im nữa thì mấy anh về vô mở với người kia kia ha. Em chỉ xịt giỏi thôi. Đó. Nghiêng bên được. Nè, nghiêng nè. Đó, đó. Nghiêng một bên được nha anh nè. Rồi thử dây lửa luôn. Lên đi. Xuống được luôn nè. Lửa hình như không mẻ nào trơn. Lửa hợp kim cắt cây đúng lửa nó luôn, không mẻ. 216 luôn nha anh. Không mẻ hay mẻ một gang ta. Em nhớ không mẻ. Lưỡi này không mẻ nha anh, lưỡi còn me còn dày lắm á. Cái bạn đây nè nó còn nguyên nha anh. Nè, đó. Con này thì để em đo thử cái nó trượt bao nhiêu nha anh. Thì chắc cắt ra được tới đây cái gì? Được 2,5 tấc. Cắt được miếng dán 2,5 tấc mà. Nhé. Rồi. Thử. Dây điện thì nó có bị nối nha anh. Nè. Con này là cái anh kia chốt đầu tiên luôn á. Xong rồi sáng cọc. Hỏi anh có mua hàng chưa, cọc có được. Anh nói có mua rồi chứ. Sáng cọc, sáng điện lại. Trên hồi em ơi. Đó, thiệt chứ. Ế mày gặp con. Để xiết này lại cái. Con ốc này nó sao vậy? Con ốc này là nó có một cái miếng công dây bắt đây nè. Ờ. Về dặn ra luôn có thể thấy rõ nè anh. Thấy mà. Dặn ra luôn dễ đó, dặn ra là dễ nhất nè. Thấy không, để cái làm luôn này đường não thấy nó mà nè. Cục than luôn. Rồi con này hôm nay thì em bán giá là 1,050,000 bao ship nha anh. Nhớ nghe, con này chỉ trượt được, nghiêng bên được chứ không có xoay được nha. Nó không biết nó chiên cắt cái gì á, chiên cắt của nó cho nên cắt gì?
là nó không có xoay được, lỗi nó không có xoay được. Mã này mã số 58 nha, giá là 1.050.000, bao ship. Rồi tiếp theo em lên mã 59 nha mấy anh, một con cưa trượt nữa, hiệu là Makita. Con này thì xoay được, trượt mấy ti anh? 1 ti. Trượt 1 ti. Đó kìa mày. Ừ. Nó là nó hiệu là Makita nha mấy anh. Còn dây điện luôn. À, mã là LX1011, sử dụng là điện 100V, công suất là 1380W, dòng tua là 4600. Lưỡi nó là lưỡi 240 đến lưỡi là 260 nha. Dây điện còn dài. Đây. Nhìn được không anh nè. Đó. Được nha. Chỗ cái ngóc này dặn lại không được. Nó cũng chỉ có lưu hoàng nè. Ti hơi xét. Nhưng mà còn chưa cái gì nhẹ. Nhẹ nhàng. Đó. Xoay qua xoay lại được một cái. Xoay qua xoay lại cũng nhẹ nhàng luôn em anh. Cái này còn đẹp nè. Bàn đẹp. Lưỡi là lưỡi cắt gỗ luôn anh, lưỡi thưa cắt gỗ luôn rồi. Lưỡi hết đáp luôn rồi đó. Ừ, mắt đi giao ăn luôn rồi. Lưỡi này lưỡi hai tấc sáu luôn á anh. Găng nhẹ thưa, găng nhuyễn nè. Cắt cây. Rồi thử luôn đi anh. Để em ghim cho. Thôi nhìn đây đây đây. Còn nút này luôn nè. Nút này là ít còn lắm anh. Nút có nút gì? Hả? Nút gài hả? Gài cò hả? Cái con này hình như nó bị thiếu con ốc quá mà anh. Cho mấy ông con. Thôi lấy cho mấy anh con ốc luôn. Dặn vô luôn. Chỉ có nheo nheo lửa thôi nha mấy anh. Có thắng từ luôn nha. Nheo lửa rất ít luôn nha. Có thắng từ luôn. Rồi con này thì em bán giá là 1.600.000, bao ship. Mã số 59 nha, 1.600.000 bao ship cho con cưa trượt này. Rồi em tới con này, con cắt tua chậm nha mấy anh, mà nó bị hơi lỗi lỗi nhẹ. Bây giờ eto nó là eto kịch thường, còn eto luôn nha mấy anh. Bị bể đâu, bể đâu anh? Bàn luôn mà. À, bàn là bàn nhôm, nó bị bể rồi. Nè cái này nè. Này nứt đây, nứt ở đây nữa, nứt ở chỗ này, từ cái này nè. Nè anh bẻ nè, nứt ở đây luôn nè, anh bẻ thấy không nó không? Ừ không. Ở bên nứt đang lằn nữa nè, đây chỗ này với bị mẻ hết gốc phần này. Nói chung là bàn bể đi rồi. Eto còn nè, eto thì còn chụp đá còn nè, mà không có đá nè, không có lửa, không có lưỡi. Con này hiệu gì nè không biết, dép son. Jetson. Sử dụng là điện 100V, công suất là 1550W, 500W luôn cơ. Tua 1500W, tua 1500. Tua chậm. Tua chậm nha mấy anh. Ủa? Không có dây điện luôn. Con này tua chậm. Lửa mấy ta? 305. Ơi, chắc tử. Đo đi anh, cho chắc. 305 à. Không phải 355 đâu. 305 à. Lưỡi 305 mấy anh ơi. Lưỡi 305, không có dây điện em anh. Con này nói chung là bàn bể rồi đó. Mà chạy được mấy anh. Chạy im ru à. Có nhiều nhiều lửa hơn anh ơi. Đó, nhiều lửa nè. Các anh nhìn thấy tay em nha. Đó. Chỉ có nhiều nhiều lửa rất ít luôn. Em mất con ốc này nè, bị mất hết một con ốc ngay chỗ cái đi, tay cầm luôn nè. Cái này bị hỏng dưới đây đi. Con ốc nữa này, cái này nó quấn keo làm dở ra. Đây mất con ốc ngay chỗ này dưới tay cầm, mấy anh về quấn keo chỗ này lại để xài đi, tại nó có quấn keo mà em gỡ ra rồi. Rồi con này em bán giá 1.000.000 nha, mã 61 giá 1.000.000 bao ship. Ủa 60, mã 60 giá 1.000.000 bao ship. Rồi tới 61 nha mấy anh, đồ nghề nha. Thì em đây em có cái máy câu mấy anh, Shimano luôn. C
Shimano, con này 6.000 nè mấy anh. Nó nhẹ lắm anh, nó hay nó bự vậy nó chứ nó nhẹ sợn à. Vậy luôn, biết 6.000 luôn. Nè để nè ông nội ơi, nay con này có để nè. Dây cước còn luôn. Cước của nó dây nhợ, nhợ nha. Dây nhợ nha. Tưởng cước với nhợ nó giống nhau. Dây này nói chung là còn luôn nha mấy anh. Nè. Mày thì đổi dây nè ra vô kê. Đó, nhẹ nhàng. Còn này là gì? Ờ này tao quay. Nè, quay nhẹ nhàng luôn. Tay quay này thì tay quay này mấy anh có thể đổi được nha. Đó, ra vô đã không? Áp phê. Con này gì? Đổi chiều á. Ai biết đâu có cái đích sao nè, này là kêu ra gì? Quay lại được luôn mấy anh ơi. Đó. Nói chung ok nha. Cái này em bán giá là 400 ngàn, mã 61 giá 400, dây còn yên nguyên luôn. 62 mấy anh. 62 em có dít, dít em có như đây cây. Một cây dít này cái đầu nó chậm bá lửa luôn mấy anh ơi, made in Japan luôn nè. Đầu này dít dẹp nha, đầu dít này cũng có dấu, có dấu nha mấy anh. Thục cái gì? Thục sao? Anh. Này hả? Là làm gì? À dặn điếu chứ làm gì trời. Nè dặn con ốc điếu mấy anh. Điếu này số mấy em không biết. Mà anh thấy để ở đây số 3 với số 12 à. Mà không biết điếu mấy. Nè. Nè. Một cây. Một cây này hiệu Việt Seo nha. Đầu ba ke. Dặn ok luôn. Còn từ luôn. Một cây này Việt Seo nữa. Việt Seo. Cũng còn từ luôn em anh. Với một cái cây này của thằng gì không biết nhưng mà nó có chữ X A không đấy chữ U không biết mà. Nhưng mà dít này là cũng còn khá là đẹp luôn nha mấy anh. Da bằng rồi ba ke luôn. Có từ luôn nha mấy anh. Một cây này hồ lô nữa, dít dài nha, đầu ba ke luôn. Từ hơi ít, hơi yếu. Cây này hơi dài, để em đo chiều dài nó khoảng nhiêu. Nói chung là mấy cây này cây nào cũng dài chứ. Chiều dài cái này là gần, nó 2.9 nha, 2.9. Rồi cái này nhiêu đây nha mấy anh, giá 150.000, 62.150.000. Mở nắp đi. 63 nha mấy anh. 63 này là mấy cây dít trục giác mà anh ơi. Rồi, tới này. Dít này dặn ốc lục giác, con lục giác với cái này dít điếu nha mấy anh. Cây này 7 ly. Cắn cây nha mấy anh, này 10 ly. Còn này mấy cái cây lục giác rồi em không có đo đâu nha. Một cây này lục giác bông nè. Có số, không có số rồi không biết đường số mấy đâu. Còn này lục giác luôn mấy anh ơi. Mà nói vậy nè, em đâu có số đâu sao em biết đường đâu mà đo. Này đâu biết đường đâu đó mấy anh. 4 ly ở cây này 4 ly nè, có để số nè, có để số là biết. Cây này chắc xa 6 ớt V kép nè, mà không biết phải 6 ly không nữa. Chết rồi, này bán làm sao người ta xài ta. Đợi. Kép đợi vô. Này đó là sao? Thì đợi dưới. Ờ, rồi. Vậy hả? Rồi mấy ly? 6 ly. 6 ly. Thử cái này đúng không? Đúng rồi, 4 ly. Ủa, vậy dễ mà. 6 ly luôn. Này chắc 5 nè. 5. Ừ. Đúng rồi. Đó kia cũng trang vậy. Rồi ok mấy anh ơi, này 130.000 mã 63.130. Em tưởng đâu thôi. 64 mấy anh. 64 dít nè. Ồ cây này hiệu Việt Seo luôn. Việt Seo nha mấy anh. Đầu bên đây là cái nào, đầu này đầu xài gì vậy? Đầu này đầu bu lông 3/8 nha mấy anh. Ga vô được nè. Nè. Đổi chiều lại, đúng luôn. Nó có này gắn này vô hả? Ừ. Việt Seo luôn nha mấy anh. Cũng bộ luôn đó. Nguyên bộ luôn. Đây. Này cũng da băng luôn, Việt Seo luôn. Mấy đầu này thì gồm nè, một đầu bu lông nè mấy anh, bu lông 3/8 ha. Một đầu dít nè, BH1. BH2 hay gì. Này ồ có 500 hít quá trời luôn mấy anh ơi, vậy nó cũng hít luôn, hít cứ ngắt luôn. Trời trời. Đầu này là đầu lục giác ha, dít dẹp, dít ba ke.
còn mới chát luôn mà anh ơi, đúng của nó luôn, không có sai nha. Để em nghĩ ra cục ơi, phải có chứ, vịt xeo. Ủa, nó cứng dữ rồi. Vịt xeo luôn. Vịt xeo luôn. Để cho thêm cái đầu nè, để nó mất cái đầu. Mất cái đầu gì? Mất cái đầu đen đen, cái nó bỏ vô. Vậy hả? Tự nhiên cho ta vào đầu bu lông chi vậy? Phải cho đầu BH2 chứ. Cái đầu bu lông này em bỏ vô cho thêm anh ơi. Nè. Để em cho anh thêm cái. Bây giờ kiếm cái đầu kia không có mà anh ơi. Thường ngày có nhóc mà giờ kiếm không gặp. Giờ em cho mấy anh cái đầu này luôn đi chứ sao giờ. Gắn cũng được nè, gắn vô ok mà nó dài thôi. Đầu này đầu BH2 ha. BH1, BH3 nè. Bự. Rồi hết nguyên quyên đóng này em bán giá 150.000. 64, 150. 65 em có mấy cái này. Đầu dít nha mấy anh. Đầu dít nè. Đầu BH2 là nhiều. Đầu này đầu lục giác bông nha. Đầu này 5 ly. Một cái này dít này mách in da băng BH1. BH1 nè, dài. Còn này á là một cái đầu này á đầu đóng lục giác hay gì á. Ủa con này đóng cái gì? Tắc kê vậy? Con đó là con làm gì? Con ốc mà. Em nhớ mấy ốc mà dặn gỗ bển mà cái đầu mình vuông không? Như lục giác nè. Nói chung là con dặn con ốc luôn á anh, mà nó là vậy nè. Sao nhớ nổi? Này là anh N2 nè. N2 nè, N2 nè, N1 nè. Là BH1 với 3 cây BH2 là cái này 4 cây. Cây này BH1 7. Cây này BH1 dài. Rồi cái này con ốc cũng vậy luôn nè, nó có cái đầu vậy nè, nó dài nha mấy anh. Cây này cũng vậy luôn. Rồi cái này là 4 cây. 4 cây này là dài ha, vịt xeo đồ nè, BH2 nha mấy anh. Đầu này đầu BH2 không nha. Chiều dài của nó là 1 tấc mốt nha mấy anh. Tấc mốt rồi, hết đóng rồi luôn. Em bán giá 130.000, mã 65.3. 66 kèm. Kèm em bán giá là 180.000, hết đóng rồi luôn, 246 cây. Một cái kèm cắt nhỏ nha anh. Cây này hiệu gì đây, có hiệu nữa nè. Mà các cái dạng mỏng mỏng nó nhỏ xíu rồi mấy anh, cây này size nhỏ xíu rồi nha, nè. Cắt thì cũng đứt nhưng mà nó hơi nặng. Bóp sát vô là đứt nha. Một cây kìm nhọn nè. Có hiệu nhưng mà bô lia mất tiêu rồi. Chỗ cắt không được đẹp lắm anh ơi. Nhưng mà cắt còn đứt. Nè, mỏ nhọn ok ha. Một cây kìm cắt đây này hiệu gì đây? Lớp. Có mọc ngoài đây Nhật. Ừ, cái này lục cái gì vậy? Cây này cắt đứt nhưng mà hơi lục nha mấy anh, đứt nhưng mà thôi nó không ngọt. Cây kìm nhọn. Cây này hơi nặng nặng luôn, không có chỗ cắt nha. Nhọn cong. Một cây này hiệu Fuji. Hở hở, hơi hở hở nè. Cắt được nha mấy anh, cắt đứt nha. Cây này size lớn nha, 205 á. Một cây kìm cắt luôn. Cây này cũng hơi nặng nặng, lưỡi là cũng đẹp, không có mẻ mấy anh. Cắt đứt luôn. Bộ này bớt lại mới được mấy anh à. Bớt mới được anh nè. Cắt đứt. Bộ này bớt đi. Nó không được áp phê không? Ừ. Em thấy vậy. Chứ không biết mấy anh sao, em cũng không biết nữa. Nhưng mà em thấy cũng áp phê không? Rồi, bộ này em bán giá 150.000. Mã 66, 150. 6 thì kèm. 66, 150. 67 em có một cây kèm mà rút lê quê mấy anh. Cây này hiệu rút mát, rút tát gì nè, da băng nha. Đầy đủ đồ luôn. Đây, đầy đủ đầu luôn nha mấy anh. Đầu bự, đầu nhỏ. Size đẹp, con này quá đẹp mấy anh ơi. Nút sơn còn nhóc. Đây, bấm chặt. Sơn ghim luôn á. Hai mát. Cái nữa đi. 67 em bán giá 300.000 cho cái kiềm cúc ly quê này nha mấy anh. Đẹp nha mấy anh, thiếu hộp thôi. Có chỉ da bằng luôn. Rồi. Đầy đủ đồ hết. Mã này mã 67 em bán giá 300.000. 68 anh, một cây kéo ton. Cây kéo này hiệu Mitsubishi hay gì nè, có chữ Nhật luôn nha, ba chữ luôn. Quá đẹp. Cây này quá đẹp luôn.
size là 2 tấc 45, lưỡi đẹp không mẻ giùm em nha. Nè nè, cắt đi, đây em cắt luôn cho nó mới ảo. Đó, cắt giấy đứt luôn là mấy anh hiểu nó bén tới cỡ nào rồi. Kéo này kéo dạng kéo cắt tôm nha mấy anh. Nhấp cái mỏ thôi hả? Ừ. Nè, đứt nè. Cái mỏ không đứt nha mấy anh. Rồi, cây này cũng hơi bén bén nha mấy anh. Mã 68 nha mấy anh, giá 250. Cắt mới đứt giấy. 68 250.000. Vô con điện ơi. 69. 69 là em lên cái này, cái cục mài đá, cục mài mài mấy cục đá mài á mấy anh. Nè. Ở trong đây sữa đá nha. Nè, nó vậy nè. Dưới đây nó có thêm một mớ đá mới mà. Đá mới này thì em cho thêm nha. Còn nào đó chừng nào xài. Chừng nào hư cái kia mình thay. 3 4 5 6 7 8 cục. 8 cục nha mấy anh nè. Nè, mới nè. Con này nó hơi nó tà, nếu tà dễ mấy anh thay này vô mới chát ha. Chưa xài luôn. Rồi, cái này em bán giá 200 ngàn, 69.200. Ăn đó phải coi cặp luôn. 70 mấy anh. 70 cái này, ờ cái này cũng đã. Nè, nhìn nó nè. Nó giống như cái dây đồng hồ quá à. Hình như nó đó. Chắc nó hư rồi, nó kẹp vô cột vô. Nè. Đã không? Cái dao cắt cành nha mấy anh. Có chữ này, hai chữ đây, hai chữ bên đây, ba chữ. Cán đút giùm em. Xay 21 tấc. Size là 2 tấc nha. Con này thì bị mất cái mang con ốc đít này thôi. Bằng da. Bằng da hả? Bằng da. Mất tiêu nó thôi. Có cái dòng bằng da đây nhớ không? Ừ. Đây cái móng như này nè. Lò xo còn. Lưỡi này em thấy cũng đẹp nha anh, không có mẻ nha. Lưỡi đẹp còn khít, không mẻ. Nè. Dựng bán nữa mài tiếp. Còn mà anh thấy thì mình mài nha, chứ bên em không có bao bén à. Tại bên em không có mài, nguyên zin luôn, chưa mài. Bên em chưa mài nha, còn nó xài nó có mài chưa em không biết à. Cắt thì đứt nè. Cắt không nổi á. Em cắt không nổi, cha nổi ơi. Rồi. Rồi, cây này em bán giá 300 ngàn. Mã 70-300 nha anh. Cứ mãi luôn, cộng dây này quá đã nè. Luôn. 70 giá 300. 71 cục này làm gì không biết. 100 ngàn. Này mấy anh. Làm gì trời. Trong đây nó có cái lưỡi dao nhỏ xíu xíu hả mấy anh. Lưỡi dao sắc lẻm luôn nha. Đó, lưỡi dao chút xíu ở trong đây chỗ này nè. Mấy anh tưởng tượng giống như là cái dao cắt ống đồng vậy. Lưỡi có lưỡi dao này nè. Còn ngoài thì nó có cái cử như vậy nè. Mà em không biết là nó làm cái gì em không biết. Cục này em bán giá 100 ngàn. Nó vậy nó mới chát vậy nè. 71%. 72 mấy anh. 72 em bán cái dao này, dao cắt ống đồng hiệu Super nha. Cây này phi là cắt được phi 60 nha. Sắp xỉ phi 60 là chắc gần mà sao. Con này thì nó tăng đưa nhanh luôn hay gì ta? Con này tăng đưa nhanh luôn mấy anh ơi. Nè mấy anh muốn dặn này ra luôn cũng được. Cái đó như mình tăng vừa vô tới cái cây xong rồi đúng không? Ừ. Rồi mình xây nhọn của mình nhích vô nhọn. Thấy không? Ừ. Đó, vậy đó. Gan này còn được nè, không thấy mẻ nè. Cắt thử không? Cái gì cắt về có gì đâu cắt. Có gì đâu cắt. Bánh trớn còn lăn được nha mấy anh. Còn ba cái bánh trong đây nó hơi bị kẹt kẹt, còn chỉ có bánh trên là lăn được thôi, còn ba bánh dưới nó hơi bị kẹt kẹt nha mấy anh. Lưỡi dao là không thấy mẻ. Bén chắc không biết, em biết bén hay không cũng thôi mấy anh, vậy mấy anh mài thêm đi. Đó. Đó. Rồi, cái cục này em bán giá 200 ngàn. 72-200. Quá đẹp. 73 nha mấy anh. 73 một cái đục. 27 nhân cho 200. Hiệu là Belon. Belon có mộc có ít gì nè, có mộc rồi để nhật luôn. Cái này thì nó bằng thao hoa đồng. Thao. Cái này bằng thao nha mấy anh. Thì nó thiệt sự luôn, anh nào muốn mua sưu tầm thì mua. Còn thôi, thì thôi mấy anh đừng nói em bán mắt ha này kia. Nó thật sự luôn, nhầm khi mấy anh có tiền mà mấy anh mua không được á. Nhầm cái người mà người ta sưu tầm á, là người ta chưa chắc nhìn. Nói chung hiếm thôi, hiếm lắm mới gặp được một cái. Chứ không phải cái này nó có số lượng nhiều nha mấy anh. Thật sự luôn á. Nè, nó bị cũng có mẻ nè nha. Mẻ trên đầu nè.
anh nào sưu tầm thì hiếm lắm, còn mà anh nào không sưu tầm mấy cái thì cái nói này nói kia. Size nó là size là 1 tấc 95 nha, bản cái này là 3 phân nha mấy anh, có mài nè, chứ đâu phải cái này có số lượng nhiều, số lượng nhiều bán giá này ai mua, thiệt sự 73 nha mấy anh, 350.000. Dung tích đó là size 27 dài 2 tấc. Có rồi. 74 nha mấy anh, 74 dao sinh tồn hay dao cạo, dao sinh tồn có chữ nè mấy anh. Quá trời chữ luôn. Nè cái quỷ này nó cũng bén lắm á, nè. Ghê. Nè. Lưỡi à, mẻ có lỗ chút xíu xíu à. Cũng hơi bén bén mà má anh muốn bén thì theo không có thầy dẻm anh mài thêm em nha. Đây thêm cây nữa, cắn này bằng mũ nha mấy anh. Nè, cây này thì dao mới, không bén cây này không bén. Đây thêm cái nữa. Đây. Cây này cũng quá trời trữ luôn. Lưỡi hơi mẻ nhăm nhăm đây ha. Không được bén nha mấy anh. Nè. Nhỏ nhỏ không. Size này size tấc 6 thôi mấy anh ơi, ba cây này em bán giá 120.000, 74.200. 75 em có cái đầu khoan nha mấy anh. Đầu kẹp này là đầu đuôi con. Đuôi con nha. Đầu 16 ly. Đẹp. Mấy cái găng này còn đẹp luôn nè, hiệu Hitachi luôn. À, mấy cái bánh găng này còn đẹp nha. Đầu ra vô nhẹ nhàng. Nói chung là cái đầu này rất là đẹp luôn. Nè. Còn nhọn lắm, không có bị tà. Mã số 75 250.000. 76 anh, một cái đầu khoan chuyển vít nha, đầu bắn vít chuyển khoan. Đầu này là đầu 10 ly nha. Đầu này là đầu 10 ly giùm em. Có cục dặn luôn. Ra vô nhẹ nha. Nè. Đầu này còn đẹp mấy anh ơi. Nè mấy cái bánh trớn đó mấy anh thấy còn đẹp không? Không có bị mẻ ha. Ra vô nhẹ nhàng. Còn đầu kẹp nè, nó. Đầu kẹp nè, còn đẹp ha. Đó. Đây. Rồi, cục này em bán giá 230.000. Đây cái cục này thì nó có da băng luôn nha mấy anh. Da băng. Hiệu. Đâu? Hiệu là Adnet nha mấy anh. Hiệu là Adnet. Da băng ha. Rồi cục này 76 nha, 230.000. Đây em có một cái dao ghép cành. Đó, có dao không có cán nha, lưỡi không mẻ, không bén. Này phải về mài mới bén, mới xỉnh sửa lại mới xài được nha. Một cây kìm cạp mấy anh. Cây này thì nó mẻ, lũng hơn lỗ vậy nè. Đó, kìm cạp mới chát à, mới bị lũng lỗ vậy mấy anh. Không có chữ gì hết trơn nha. Cây này thì size 1 tấc 65. Một cái cây này không mất tiêu lò xo rồi mà còn ốc đít nè. Cán thờ thường không phải cán đúc nha. Lưỡi thì có mẻ nha mấy anh. Lưỡi này lũng lỗ rồi. Không được bán, lưỡi thì còn dày lắm anh. Này về mài vô ngon lắm á. Với cây này cắn đút lò xo là còn luôn. Lưỡi là không mẻ nha mấy anh. Còn khết không mẻ ha. Cây này cắn đút luôn nhưng mà nó không có chữ nghĩa gì chân. Mất ốc đít. Rồi thì hết đóng này luôn, bán giá 300.000. 77.300. 78 em có cây kìm cộng lực. Cây này hiệu MCC, size là 2 tấc rưỡi. Cán nhôm giùm em. Cáp là 5 ly à. Cây này thì, ủa sao bán gì vậy? Lưỡi này thì hơi hở hở vậy nè mấy anh. Không mẻ nha. Lưỡi không mẻ mà bị hở. Cắt đứt không? Chưa thử luôn. Trời ơi. Nè cầm giùm cái. Dạ. Hao chứ. Không đứt. Cắt không đứt nha mấy anh. Cầm anh chín rồi. Cái cây này á thì em thấy nó là nó không hở nha mà. Ủa bị hở nha mấy anh. Hở nhưng mà không mẻ. Thì mấy anh về mình chỉnh, thứ nhất là mình tháo ngóc này ra mình chỉnh lại, thứ hai là mình mài ở đây chút nè mấy anh, mài ngay chỗ gốc này nè cho nó khít ngóc này lại là mình là cắt được rồi. Với trong đây thì em có cái đầu nữa, cái đầu này thì nó cũng không có, thì bị hơi mẻ mẻ nhăm nhăm mấy anh, tự nhiên sao biết bán chung với đầu em cũng không biết nữa. Hiệu MCC nha, cáp 6 ly thì size 3 tấc rưỡi, nhưng mà không biết sao bán chung đầu bán cặp vậy em cũng không biết nữa. 130.000, đâu có thay này vô đây được anh. Hai được không? Vậy người ta có cán kia người ta vậy hả? Vậy kẹt bắn chung luôn. Vậy hả? 78 em anh, giá 130.000 hai cái vậy. 79 em có 3 cây thước. 3 cây thước nha em anh. Một cây thước này 3 mét rưỡi, không có hãm nha. Hiệu Tajima.
rút gáy vô được. Một cây này, cây này có một lồi điện nhợt luôn, xa 2 mét, bóp thì nhảy vô nha mấy anh nè. Cây này 5,5 mét, mắt in da băng luôn mấy anh. Cây đó hơi cái đầu hơi cộng, cái đầu ngoài cộng, kéo gọt. Cái đầu ngoài thì hơi nó hơi rảnh rảnh vậy nè mấy anh nè. Nó bị vậy á, nó hơi bị cong cong ở chỗ này nè, xíu nè. Nhưng mà nó còn đẹp. Số chà ba lửa luôn mấy anh. Chỗ này về đã luôn. Có mọc địa nhật luôn, 5,5 mét. Rồi, ba cây này 1,4479, 1,4. 80 trời ơi, đá mại ế nè mấy anh, còn có 10 cục à. Mai em bán luôn luôn cho rồi luôn. Cái này còn có 10 cục thiệt luôn mấy anh. Ế liếp rồi nè. Đá mài nha mấy anh, mài nhật nha, hiệu là Kinachi nha. À, đá này thì nó có da băng luôn á. Cục này hơi xét quá không thấy có chữ da băng đây nè. Nè. Có da băng đây nè, đá mới chưa sử dụng nha. Nè có chữ da băng nè. Đá mài á. À, cái này thì nói chung là cục nào cũng như cục nấy thôi. Đây. Rồi. Nay sale luôn mã 80, 150.000 cục, chục cục. Mã 81 mấy anh. Em có ba cái lưỡi cắt bê tông. Lưỡi này gắn vô máy 1 tấc giùm em, máy mài 1 tấc ha. Cắt gạch, cắt bê tông rồi đó. Lưỡi này cũng 1 tấc luôn. Đó, cũng còn me không mẻ nha. Rồi một cái này cũng cắt bê tông luôn mà lưỡi lớn. Lưỡi 1,5 tấc, size 1,5 tấc nha. Ba lưỡi như vậy. Ba lưỡi này em bán giá 150 nha. 81,5. 82 cục gì đây? Trời đất ơi. Mũi này là mũi khoét tường nha. Tường hả anh? Tường. Mũi khoét tường nè. Mũi khoét bê tông nha mấy anh ơi. Ừ. Em chỉnh ra không chỉnh bao nhiêu mình gắn vô khoét. Nè, cái này rồi mình chỉnh máy ốc rồi mình điều chỉnh được nha mấy anh. Nè. Chỉnh từ 30, 50, 60 luôn. Nè, nó như vậy nè. Lưỡi này thì còn khá là bén nha. Cái này nó có xài một lần rồi đó. Xài chưa trời, thấy còn mới chát à, không biết xài chưa nữa. Nhưng mà mới lắm. Khoét được lỗ 60 á. Đó chiều dài. Chiều dài hết cây luôn hay gì? Hay tới đây thôi. 1,4 tấc nha mấy anh. 1,5 tấc thôi. 1,45 tấc. Em đo từ đây cho tới đây là 1,45 tấc. Rồi, cục này em bán giá là 200.000. Mã 82 giá 200. Thật rồi cái giá. Này vậy em đem ra anh thọt đi. 83 mấy anh. Cái eto cái eto này thì cũng clip gòi ế luôn nè mấy anh, xây được nha. Nè, xây được. Eto này xây được nha mấy anh. Ủa, em gà đây hả? Đây, đây đây, đây em gà đây. Có eto luôn. Có này, ủa cái đe với lộn, cái đe. Cái này có cái đe đằng sau luôn nha mấy anh, đe phụ luôn ha. Này. Rồi, cái eto này thì nó tem nó mất tiêu rồi, tem nó dán nó mất tiêu rồi mấy anh. Size là size 1,3 nha. Rồi, xay ra luôn. Con này nó bị lỗi nhẹ cái. Chỗ này nè mấy anh, nó cái chốt của nó vượt qua. Chốt robot hả? Ờ, nó hàng cái chốt robot nó bị nó bị gãy á, cho nên là nó hàng cái sắt ngang đó rồi. Mấy anh về muốn điều chỉnh là điều chỉnh, còn không thôi để vậy là xài luôn cũng được. Ga vô, ga thì nhận ga hơi còn hơi cũng không nhẹ không cũng vừa. Hơi nặng còn hơi nặng. Nặng nhưng mà dặn được nha. Dặn nhẹ được. Nó sơn còn nhiều lắm anh. Hết chưa? Chút xíu thôi. Ốc nó thì đẹp nha mấy anh. Cái ngàm nó thì còn đẹp. Ngàm trong đây không có mô lia được rồi, không có chùi được. Hết rồi. Đây có găng gì kẹp ống luôn nè. Ừ. Ga được tất mốt. Tất mốt. Rồi em bán nhà loại 750 luôn mấy anh ơi. Có một cái mà 750.000. Mã này mã số 83 nha. 83 750.000. 84. Cây này ép cốt nha mấy anh. Ép cốt. Hiệu gì? Cây này không biết hiệu gì luôn. Ép cốt nha mấy anh. Ê có một rồi đi Nhật nè. Nhưng mà cây này bị xì nhớt rồi. Cây này còn bơm lên không?
bơm lên luôn. Bơm xí cục lên là. Bơm còn lên nhưng mà nó đau. Dạ. Ừ. Bơm cái ti nó còn lên nhưng mà nó bị xì nhớt nha mấy anh. Ừ nặng quá là hết rồi hả? Ừ nặng là hết rồi đó. Đâu ra tới ngoài nè. Cái ti nó nè mấy anh, ti là còn ra được nha nhưng mà bị xì nhớt rồi nè. Mấy anh biết thì mình về mình múa gon á, cái này ai gành á múa gon là được. Múa gon là nó hết xì à, nó bị xì gon thôi chứ không có gì hết trơn. Chiều dài cái này là 43 ha. Rồi, cây này thì em bán giá là 300 ngàn, 84 300 bị xì nha mấy anh. 85 anh. Có cục gì này mấy. 85. 85 cái này cái đầu cưa lộng nha. Này nó còn mới vậy luôn nè em. Để giờ mà em mới khui luôn á. Này gì vậy? Lưỡi anh ơi. Lưỡi. Lưỡi cưa lộng. Dạ. Với cái đầu sư cua. Ừ. Đã rồi. Rồi rồi xỉ chừng cái xỉ ghẻ rồi. Có ba lưỡi luôn. Cái này ê. Cái này dẫn vô cái con máy khoan. Máy khoan là cái gì? Dẫn vô cái con máy khoan mà không có đầu đó. Ừ. Rồi để vô đây nè. Ừ. Nói chung mà đầu giờ nó có ba lưỡi rồi mấy anh ơi. Ba lưỡi mới chát luôn, chưa xài luôn. Tại nãy nó không khui, em ấy em không khui chứ, em khui lại em lấy lại rồi. Lấy lại gì? Lấy lại chơi vậy. Mà nói chung là giờ có là bán chứ. Con này thì nói chung là đẹp mấy anh, hình như chưa xài luôn á. Nè, về gắn lưỡi vô lưỡi của nó luôn đó. Rồi, ok. Mã này mã 100 ngàn. Mã 85, 100 ngàn. Để này vô nghe, để mất nha. 86 mấy anh. Có mấy cục này nè. Mấy cục này mình gắn vô cái phụ kiện điện thoại mình đó mấy anh. Gắn vô cái cây wi fi á. Xong rồi này rồi cục lắc léo nè. Em cái cục này em cũng đang xài, em đang xài cái máy wi fi em luôn á. Còn cái cục này nè là mình dán ha anh. Ủa cái này hết. Cái này bỏ lên sắt hết. Này là bỏ 500 nó hết, có 500 này nè nó hết vô cái sắt. Nè. Ờ nè. Ôi nó hết mạnh lắm anh ơi. Hết xong rồi mình dặn, mình có cái kẹp điện thoại nữa, mình dặn vô đây xong mình để điện thoại á anh. Còn cái này dán. Cái này không có kẹp nhưng mà dán. Nói chung là mình phải có một cái đồ kẹp điện thoại riêng. Xong rồi mới dặn vô này. Còn cái này mình gửi mình dán. Thiệt luôn em, cái mùm em đang dăng là cái này nè. Là em cái này em cho hết vô tường á anh. Nó cứ ngắt luôn. Nè đây cục nè, này cũng dặn hết ke hết luôn nè, này hết luôn. Này cũng hết luôn nè, nó vậy á. Đồ dán. Ủa dán thì dán. Đó dán này, này cũng dán luôn. Cục này thì đeo. Cái này có dây nè mấy anh, đeo vô mình hay đeo vô đầu vậy đó. Còn cây này thì chổi. Cầm dưới đất. Cây này thì mình ghim dưới đất á. Này mẹ mình ghim dưới đất nha. Còn cây này thì cái này thì cũng đeo luôn. Rồi hết như như đây nè. 3 cột 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12 12 cục giá 130 ngàn. Mã 86 87 mấy anh. Cái này cũng ngộ nè. Anh nào mà có đi vô siêu thị đồ chơi là biết cái này. Cái này á là nó dạng như 3D cái gì á mấy anh. Em không biết nữa nó gì nè. Cái này là mình đeo vô mắt mình. Ủa này nó không có dây hả anh. Sao đeo. Nó có vậy ra biết đâu. Dạ nó có vậy. Có nó cái gương cộng này nè mấy anh. Nó mở cái này nó hơi bị chót này chút nè. Nó hơi bị tróc cái này nè nha. Cái này là mình bỏ điện thoại mình vô đây nè. Bỏ điện thoại vô đây phải không anh? Bỏ mình cái này là mình để mình treo cái điện thoại mình vô đây nè, mình móc cái điện thoại mình vô đây. Xong rồi mình đẩy cái này lại, xong mình bắt phim gì chổng á. Bắt phim 3D hay gì á, ha phim gì đó em cũng không biết nữa. Nói chung là phim kinh dị. Xong rồi mình điều chỉnh cái gì hai cái này hay gì nè, rồi ở trong thì nó sẽ nó sai cũng thật sự luôn là em chưa coi. Em cũng chưa coi nữa. Tại hôm thấy em làm vậy thôi, em biết vậy thôi chứ em cũng chưa coi nó ở trong nó là sao nữa. Thì anh nào thích thì cứ lấy về nghiên cứu thử. 87 bán giá 120 ngàn. 88 anh. Em có một cái cây này đo lỗ ha anh. Hả? Cây này có còn cái đồ mở luôn em anh. Hiệu là Mitoyo em anh. Mitoyo 530. À, cây này là made in Japan luôn, 30 nè. À, đo từ được 5 cho đến là 30 mm ha. Này có cây dặn gì luôn nè.
có đít kêu tẹp 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 luôn, mới chát luôn nè. Nè nghe vô cây ha, cây này hầu như mới luôn, mới chưa xài luôn nha mà, giống mới như chưa xài ha, xài lướt luôn, thôi cho xài lướt đi chứ đừng như mới chưa xài, coi như xài lướt đi. Rồi cái này em bán giá là 350.000, mã 88 350 nha anh, còn hộp gì luôn nè. 89 nha anh, hộp này cũng Mitoyo luôn, hộp cây thì nó hơi bị nứt ở đây. Ở trong nó là một cái cây đo lỗ luôn, đo này đo gì ta. Nó trời ơi gãy hết mẹ khúc rồi. Nó còn cái cục sicua luôn nè. Ở đây thì nó đo này đo chắc đo tâm hả ta. Còn đụng nha anh, còn đụng tâm nha. Nè. Này đo lỗ hay đo tâm gì đó em cũng gành nó Mitoyo á anh. Đo từ 0 0 chấm từ 0 cho đến 25 mm, 0.01 mm luôn. Mắt in da băng. Ra vô được nhẹ nhàng. Con ốc đít thì cũng kêu tẹt tẹt u luôn. Đó. Mới chát ha. Rồi, cái này là một cái pha cồng kềnh này. Một cái pha xử lý cồng kềnh. Chết rồi anh ơi, nó vậy đây. Rồi. Rồi 89 năm anh, 250.000 luôn cho hộp này. 90. Mấy cây này là cây cây gì? Lấy dấu. Cây này là để lấy dấu cái gì nè anh. Đúng rồi, cây này là cây lấy dấu nè, còn khá là nhọn. Chiều dài cái cây này nó được 9 phần nha anh. 9 phần rưỡi. Còn mấy cây này là cây lấy dấu của cây lối. Còn mấy cây này là cây lối nha. Nè, tót hết gì nè. Nè. Nó có cái đạo vậy nè. Còn đây là ba cây này cũng còn có cây này hơi tà tà đầu, còn hai cây này còn khá đẹp ha. Chiều dài ba cây này trung bình nó là tấc rưỡi á anh. Rồi hết như đây luôn, 180.000, mã 90 180 91 anh, mũi khoan sắt nha. 2 3 4 5 15 mũi nha anh, 15 mũi bán giá 200.000, mã 91 nha. Mũi này 10 ly da băng nè. Mũi này 10 ly da băng luôn. Này Nachi 12 ly 9. Này Nachi 8 ly. Này hết thấy rồi. Sáu ly. À, mấy mũi khoan sắt này không bán hung, mấy anh về mấy anh mài thêm em nha. 4 ly. À, này 3 ly. 4 ly 8. 3 ly 2 na chi. Này này 5 ly na chi luôn. Này 5 ly na chi luôn. Na chi 4 ly. Với cái này HSS 3 ly 6. HSS 6 ly. Rồi 15 mũi nha anh, mã 91 200.000. 92 thì nó cũng 15 mũi luôn. 15 mũi này luôn nha anh. Mũi phân sắc nha, 3 ly rưỡi na chi. Cũng y chang vậy thôi, 5 ly HSS. Na chi 7 ly. Này 4 ly HSS. Na chi 4 ly. Rồi không bán manh về mày thêm nha. Na chi 3 ly 2. Này na chi 5 ly hay gì sao. Trời. Này na chi 3 ly 2. HSS 3 ly. Này na chi. Ủa HSS nè. 10 ly. Năm ly rưỡi. Na chi 6 ly 1. HSS 9 ly. 8 ly 2. Ừ. Này Cobeco. Này 10 ly. 10 ly hay 12 ly ta? 10 ly. Rồi
Mã này mã số 92 giá 200 ngàn luôn. 93 mấy anh, mấy mũi tháp, ba cái mũi tháp nè. Mũi khoan tháp á, mũi này nó không có, này là cũng mũi tháp luôn á. Từ 3 cho đến 14 nha mấy anh. Nó để vậy á, từ 3 ly cho đến 14 ly. Còn này trong đây em thấy có thấy số luôn nhưng mà không thấy rõ. Từ 1 ly 1.5 hay gì á. 6 nè, 8, 10, 12 nè, 14, 16, 18 ly lận mấy anh ơi. Tới 18 ly lận nha. Rồi tới cái này cũng, này không thấy số rồi, nó chắc này nó cũng vậy á. Nó cũng lớn, ủa này nhiều hơn nữa chứ. Nè. Cục này lớn hơn nữa nha mấy anh. Cái này tới là 16 ly. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 này 18 ly này bự hơn nữa nha mấy anh. Tại này cục này bự hơn nữa nè. 3 mũi khoan tháp nha mấy anh. Giá 200 ngàn, 93, 200. 94 em có mũi khoan taro. Taro này em đếm số lượng thôi, em không có đo nha. Tại vì nhiều lắm, em không có đo được nha mấy anh. Này tại nhiều, đâu không lẽ đóng vậy mấy anh không có đúng, đúng số của mấy anh sao. Nè, 1 nè, 2, dài nữa nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, với cục bự nữa là 18, 19, 20, 20 ha, 20 món, giá là 250 ngàn, 94, 250, 95, 95 là mấy cây này nữa anh, có 4 cây, đây, mấy cây này kêu là cây gì em cũng không rành luôn, đây, nói vậy nè. Mẻ cũng có mẻ nha mấy anh. Đây. Bốn cỡ khác nhau luôn. 95 nha mấy anh, 120 ngàn. 96 em có mấy cái này. 96 gì đây? Mũi khoan tường nha. Mũi này 10 ly 5, mới chát chưa xài luôn. Cứ cái hết cái này mũi nó bị cùng quá, hết rồi ngọ bán cứ cái hết luôn. Đây, đu này đu gì trời, gì kỳ vậy? Sanco RA40. Rồi này mũi khoan bê tông. Này đu con nghe, gắn vô đu con nha mấy anh. 21 ly 5 mới chưa sử dụng. Chắc này cũng nó luôn á. Này cũng của nó luôn á mấy anh. 21 ly 5 luôn, mới chát luôn, Makita luôn á. Nè. Đuôi con nha. Đuôi con đo không anh? Đo ha. Đo ở trên hả, dưới? Đo ở dưới cũng được. Lửng lửng vậy phải không? Hay đo sát trên. Mấy người ta biết đo nhẹ. 15. 15. Đuôi con 15. Được hai mũi vậy, với cái đuôi này lạ lạ. Ba mũi khoan bê tông nha anh, hai mũi lạ. Rồi mã 96 này em bán giá 140. 96 nhiêu ra, 140 ha, 140 ngàn. 97 em có cái đầu khoan. Đóng mũi khoan luôn. Ủa có cái mũi, cái con khoan thì được nó xài cái đầu đó. Cái đầu khoan này thì nó hơi lạ lạ mấy anh. Đầu khoan này nó hình vuông nha. Nè. Vuông dứt vậy nè. Của có con khoan nào á, mấy anh coi mấy khoan mình nó phải vậy, không phải đu bốt nha. Nào không phải đu bốt phải không? Không phải đu bốt nha, đu nó vuông dứt vậy nó manh. 1 gảnh, 2, 3, 4 gảnh. Đu này đu 4 gảnh khoan tường giùm em nha. 6 ly 5 hiệu Hitachi nè. Súp be nè, 16 ly nè. Ôi, mới chát luôn. Này là 18 ly hiệu Hitachi luôn. Với một cái đầu khoan này nó cũng vuông dứt luôn nha manh. Vuông lứt 1 gảnh, 2, 3, 4 gảnh nha. Vuông dứt 4 gảnh luôn, hiệu Hitachi luôn. Đầu khoan này của Hitachi luôn. Ga vô ok luôn, đầu 13 ly nha manh. 13 ly luôn giùm em. Mấy bánh găng còn đẹp ha. Nè. Rồi, cái này em bán giá 200 ngàn. Hết nhiêu đây? 97, 200. 98. 98 em có dao cắt giấy. Một cái dao này kêu lại cắt cái gì? Thạch cao hả? Cắt alu hả? Cắt alu gì đó man. Da băng luôn nè. Còn lưỡi luôn. Một cái dao này nó nặng dữ vậy? Bằng nhôm hay gì vậy? Có lưỡi luôn nha man. Nè, còn lửa luôn. Khá là nặng luôn nha.
một cái lưỡi dao này cũng có lưỡi nữa, hai cái này có lưỡi luôn, xịn không à, da băng không lắm anh, lưỡi dao nhỏ nha, hai cái này cũng có da băng nè, cái này không có, còn lưỡi hết nha anh nè, còn lưỡi mà cũng có xét nữa, lưỡi này mới chát luôn, cái này cũng lưỡi dao nhỏ luôn bằng sắt nha, ra vô còn lưỡi dao luôn, còn một cái lưỡi dao nhỏ luôn, dao nhỏ gắn vô này nè, một cái dao bự, dao cắt giấy loại lớn có da băng luôn, một cái dao này có bánh trớn luôn á anh, này nó làm gì không biết nhưng mà này cũng là cái dao cắt giấy luôn á nè, còn lưỡi luôn ha. Nó chỉ lú ra chút xíu thôi mà anh, không có lú ra hết được nha mà anh. Rồi với cái dao này cũng hơi xịn xịn, lưỡi dao cắt giấy lớn made in da băng á anh, có một cái lằn nứt nhẹ đây nha nè, có một cái lằn nứt ngay chỗ này nè, nứt dài qua đây nè, nhưng mà thấy cũng còn cứng lắm. Cái loại này thì nó có cái thước luôn, cái thước này 2m nè, made in da băng nha mấy anh, nó đã không 2m rồi. Rồi mã cây này có một cái lằn nứt ở đây nha mấy anh nè. Rồi hết luôn, bộ này em bán giá 180.000, mã 98 180.000, 99 kèm cắt móng tay với cây nhíp, mấy cây nhíp mà nhíp, nhíp này nhíp gấp điện tử nha, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây nhíp gấp điện tử. Còn đây một cây kìm bóng móng tay nè, một cây, hai cây không mẻ nha, ba cây, bốn cây, năm cây cắt móng tay. Rồi hết đóng rồi luôn, 130.000, 99 130, mã 100 là cái combo này gồm một cái thước cây, cái thước cây này 3 tấc nha mấy anh, 3 tấc gì, 3 tấc dạy gì à? Ủa cái này nhiêu cả mét ta, tao nghĩ rồi 95 95 đây, 100 nè, cây đó 1 mét đó. Vậy là 1 mét 100 rồi, 1 mét nha mấy anh, một cây ngoai kẽm loại lớn nha, có chữ luôn nè, nè xây nhẹ nhàng, dài lắm, cây này nó dài tới 2 tấc 9 lận nha. Một cục lập lòn này 300g, Tajima nha mấy anh, 300g nha, mới chát chưa sử dụng luôn, còn trong hộp luôn nha. Mã này mã 100 em bán giá 130.000 ba món, 101 nha mấy anh, ba cái dao cắt kiến, hình như có con cây một là đẹp à mấy anh ơi, còn hai cái kia nó hơi xấu à, có con cây này đẹp thôi nè, hiểu gì nè, bằng con cái này thì nó bằng thao nha, còn khúc này bằng cây nè, đây có cái cây này thì nó đẹp, ở giữa nó còn cái cục đó lắm anh, là cắt kiến đứt, còn hai cái này cũng giống y chang vậy, Tokyo Diamond gì nè, cục này á thì nó không còn nhọn, không có nhọn lắm á nè, còn nhưng mà nó không có nhọn lắm nha, còn cây này á thì cũng còn á nhưng mà nó không có được nhọn như cái cây này. Nói chung là ba cây này thì chỉ có một cây này là đẹp thôi. Mã 101 em bán giá là 200.000. 101 200. 102 là dao, cái dao này dao gừng hay dao chặt gì đó mấy anh. Nè có mộc nha, hai chữ. Đây. Hình như cái dao này mới luôn, nó chưa xài luôn á mấy anh ơi. Em thấy hình như mới luôn á nha, chưa xài luôn hay sao, không dám bu lia luôn á. Nè. Cán nè, đẹp giùm em á, đúng rồi còn giá luôn nè, 12.000 một 12 yên gì nè, nhiêu yên nè không biết nữa. Còn cán là đẹp ha, niền cũng còn luôn, mới chát luôn nha. Hình như cái lưỡi này chưa xài đúng rồi đó. Chưa xài luôn nha. Nè. Lưỡi không á mấy anh, tấc 35 nha. Bản là 6 phân. Dày lắm, dao này mới chưa xài luôn nè. Mã nè, mã 102 giá 400.000 em anh. Bao ship nha, giá tất cả làm điều bao ship. Rồi. Rồi, tới này mã 103 em anh, dao. Thì nó gồm là hai dao nhỏ vậy đó em anh, dao này dao cắt bánh mì, ôi cắt bánh tét nha. Bọn này làm kem làm bánh vậy nè. Một cái dao này cắt cá đông lạnh nữa. Cắt bánh mì cũng được, cắt cá đông lạnh cũng được, cắt thịt cũng được luôn. Cái này cũng vậy luôn. Ủa hai giá gì? Cây này còn mới chát luôn á nha mấy anh nè, sắt cán sắt luôn. Với một cái dao này, dao này để mình cắt thịt hả, sắt thịt,
sắc thái gì đồ lắm anh. Nói chung là bệnh bệnh nó thái, nó lóc cái hồi đồ này kia anh nè, nó mỏ nhọn thì nó bị gãy à, lưỡi thì nhăm nhăm mẻ, có 3-4 hai chữ đi với cái mọc luôn nè, cán ok. Lưỡi này mấy anh về liếc nhẹ cho nó bén là xài thôi, chứ nó mẻ hơi mẻ nhăm nhăm vậy nè nghe anh. Nó phải về phải làm lại mới xài được nha, không thôi xài không được đâu, nó không có bén đâu. Với một cái dao này dao chặt nè, lưỡi cũng mẻ nhăm 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 vậy á, mà không được bén luôn nha anh. Cây này không có chữ gì trơn, phen này mất tiêu rồi, cán còn ok. Cây này khá là dày, sông lưng còn đẹp nha, size là 1 tấc 7. Còn cây này thì chiều dài nó là được 2 tấc 25. Rồi hết như đây luôn, em bán giá 300 ngàn, mã 103 giá 300. 104 mà anh, mấy cái móc nha, móc này móc an toàn á nè, một cái này có cọng dây luôn, với cái này có gồm một cái móc nè, hai cái móc nè, ba cái móc, rồi móc này chà bá lửa luôn, 4 cái móc, 5 cái móc, với thêm mấy cái nhỏ nữa anh, thêm 3 cái nhỏ nữa là 8 cái nha. Có cái này chà bá lửa luôn, cái này móc an toàn, cái này dặn ốc này ra thì gỡ ra được nha nè. Rồi nhiêu đây 150 nghe, mã này là mã 104, 150 ngàn, 105 là 3 cây thước thủy. Cây này thủy ngang thủy đứng ok nha mấy anh, bằng nhôm, 2 nút bít còn luôn. Cây này thì nó không có 500 nha, size là 3 tấc 8. Mỗi cây này cũng bằng nhôm luôn, thủy đứng thủy ngang luôn, 2 nút bít thì còn luôn, nhưng mà 2 nút bít này cũng có hơi trầy trầy xấu một xíu nha mấy anh, size 4 tấc rưỡi. Cây này thì bằng nhôm, bằng cây, cán cây có thủy nha. Đây cây này size 2 tấc 25, 3 cây này em bán giá là 130 ngàn, mã 105, 130 ngàn. 106 cái hộp này mấy anh, hộp này hộp khẩu á, hộp đầu hộp khẩu mà cái hộp nó hơi mớp. Hơi mớp cái hộp. Đây ở trong đây còn nói chung là khá mới, không biết đúng nó hết độ của nó không nữa. Trong đây thì nó gồm một cái cây cần nè mấy anh, cái cần nói chung là nó không có hiệu gì trơn mấy anh ơi, mới thôi nhưng mà nó không có hiệu, mấy cục khẩu nó không có hiệu, hiệu nè hiệu gì nè em không biết nữa, mà nó không có hiệu, ở trong cái cây nó không có hiệu nha. Độ gơ có gơ nha mấy anh nè, có gơ nhưng mà dặn được, khẩu này là khẩu mấy trời, 3/8 nha mấy anh. Khẩu này khẩu 3/8. Rồi, gồm đây cục chuyển nè mấy anh, cục chuyển 3/8 qua 1/4. Một cây nối ngắn, một cây vít để mình gắn cái cục đó, cây mấy cái cục điếu đó. Cục này cục 21 ly. Cái này nó đủ luôn phần luôn á anh, nó không hiểu gì trơn nha, 3/16 nè, mấy phần là có là đầy đủ luôn nè. Rồi bây giờ em đọc chỉ số thông dụng thôi nha, để coi. Ủa cái này phần không sao xài trời. Ủa vậy nguyên cái dải dưới này là phần không nè mấy anh. Đúng rồi, 3/4 nè, 11/16, 5/8 nè. Rồi 9/16 nè. 1/2 nè, 7/16 nè. 3/4, 3/8 nè. Rồi cục này là 1/2 nè, 1/2. Rồi 7/16 nè, khẩu bự qua khẩu nhỏ là ở dưới này là phần không. Còn ở trên đây nè, 6 ly nè, 7 ly, 8 ly, 6 ly, rồi này mấy, 4 ly rưỡi, gì kỳ, 4 ly rưỡi, 6 ly, 5 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly, 6 ly, 7, nó bị lộn, 7 ly nè, 8 9 10 11 12 10 tới 12 là hết cái khẩu nhỏ nha mấy anh, khẩu 1/4 á. Còn cái này là khẩu lớn nè, khẩu 3/8 nè, 9 ly nè, 10 ly nè, 11 12 13 14 10 14 16 17 19 21 21 bên đây đó. Rồi thì hết nguyên cái bộ này, nó không
có hiệu gì trơn em anh, để em anh mất công anh hỏi hiệu em mất công lắm, không có hiệu gì trơn á. Hộp này full hộp vậy đó, còn ở dưới này là toàn bộ là nó phần không, còn ở trên đây là số chẵn. Rồi mã này mã 106 em bán giá 350 ngàn, 106 350 bao ship ha. Hộp là bóp méo đâm từ lưa chưa, 107 bốn cây đuôi chuột, một cây này hiệu top 10 ly 13 ly, hai đầu dài nè, nó xài nhiều rồi mấy anh, hơi có dấu nha, gơ có gơ nha, nhưng mà còn dặn răng vô được nè. Đầu này cũng hơi tà tà nhẹ nữa mấy anh, đầu bên đây còn đẹp, bên đây hơi có dấu tà tà nè ha. Một cây này 17-21 hiệu super, ra vô ok, ốc còn tròn nha, cây này gơ ít nha, cây này 17-21 super luôn, cây này cũng ra vô được luôn nha mấy anh, có xài nhiều luôn, gơ có gơ, gơ nhiều. Với một cây này cũng xịn xịn nè, cây này hiệu xanh ki, hiệu xanh ki, cái này thì nó dặn được, ủa dặn sao ta, nè bẻ được luôn, nó bẻ vậy được. À, cái này dặn được buri hay là dặn con ốc gì được luôn nè mấy anh, bẻ là được luôn nè, đó thẳng là được luôn. Cây này còn khá là mới. Con này dặn ốc luôn cũng được luôn hay gì nè. Mà nó nhiêu ta, xanh ki. Này nó không có số rồi sao em biết trời. Ủa sao em đo được 22 ta? Đo lần ngoài ha, rảnh ở trong ta, quên tự nhiên quên nữa đó. Còn rảnh ở ngoài là em đo được 22, mà còn cái rảnh ở trong rồi, vậy là con ốc này chắc mở được ốc 22 nè mấy anh. Rồi 107, 230 ngàn hết đóng rồi luôn. 108, cái cây này cây gì trời, cây này ô xịn vậy. Bên đây hình như cây này là mở ốc đa năng á mấy anh, đuôi chuột đa năng nữa, có mũ nhưng mà bị tróc, hơi tróc nè. Bên đây hình như nó để là 17 đến 24, còn bên đây nó để là từ 19 tới đến là 30 nè mấy anh. Đó nè, sao cái này cứ dặn chỉnh gì ra được không, mà sao nó vậy ta, sao dặn được, à nó vậy luôn nè. Ôi trời 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 trời, ôi trời 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 trời, xịn vậy. Vậy là mình muốn dặn con ốc nhỏ thì mình dặn vô, còn mình dặn ốc bự thì mình dặn nó ra vậy nè mấy anh. Nè nó có mấy khớp luôn nè, đã nha, con này lạ nha, em cũng mới thấy luôn. Ok nha mấy anh, ngon lành. Rồi cái này em bán giá 200 ngàn, mã 108 nha mấy anh, 200 ngàn. 109 nha mấy anh, hai cây mỗi lít ngang, cây này hiệu top nha, hai tấc rưỡi thì găng ngàm thì nó có dấu vậy nè, màu mũ mà mấy anh thì có dấu vậy đó. Cây này size 2 tấc 8 hiệu Lotter, ngàm thì còn đẹp nha, độ gơ lắc có nhưng ít nha mấy anh, nó ra hết lóc luôn á là được 70, dặn ốc được, dặn cái găng được khoảng 70 nha, găng là em thấy chưa có dấu trề nhiều nha. Nè rồi hai cây này em bán giá 230 ngàn, mã 109, 203, mã 110, hai cây cần cái chìa khóa lực hả, hiệu KTC, 21 x 1.6 kg/m nha mấy anh. Rồi cây này thì nó là hiệu là gì đây, Tonichi gì nè mấy anh, 32 x 480 nha. Đây nó dày nè mấy anh, cây này thì dài nha, 30, ủa dài 2 tấc 95, còn cây này thì nó có cái cục vậy đây. Rồi hai cây này em bán giá là 130 ngàn, mã 110 130 ngàn, 111. Con này cần dặn 1/2 nha mấy anh, một cái cây dài vậy nè, cây no cây dài mình dặn á, để mà dặn ốc này đầu 1/2 nha. Chiều dài cái cây này á là size 2 tấc 45, một cây nối ngắn hiệu là ton luôn. Rồi với một cái cây này nữa, lắc lên cây dần, cây cần 1/2 luôn, đầu 1/2 luôn á mấy anh, muốn dặn qua phải cũng được, qua trái cũng được, qua thẳng luôn cũng được, thì nó hơi xét thôi à, hơi xét bô lê nhìn hơi đen đen vậy nè mấy anh,
nhưng mà còn ok nha. Nè, bi ít gì là còn vô được hết nha. Rồi, ba cây vậy em bán giá 140.000, mã 111. 140.000. 112. 112 là cây này hiệu Ton nha mấy anh. Đầu này đầu 1/2 luôn nha mấy anh. Đầu 1/2 luôn. Bi ok, đầu 1/2. Ra vô ok luôn. Vô nè. Vô. Ngon lành lắm anh, cây này độ gơ ít nha mấy anh. Nè, có gơ nhưng ít nha. Cây này còn khá là đẹp. Rồi, 112 em bán giá 180.000 cây này. 113. 113 là hai cây. Đầu này 1/2 luôn. Mỗi cây dạng nha mấy anh. Nè. Cây này cũng khá là dài. Chiều dài là 2 tấc 45. Với một cái cây này cũng dài vậy luôn á mấy anh. Này sao? Này sao anh? Đây à. Rút ra cho dài á. Cái này mình rút ra cho nó dài, còn không thôi mình rút ngắn lại cũng được. Ừ. Dài nữa hả? Ừ, chút dài, chút dài cho... Cái này cũng 1/2 luôn. Chiều dài hết luôn của nó là 3 tấc 85 nha mấy anh. Nghiêng phải cũng được, nghiêng trái cũng được luôn. Thẳng luôn cũng được. Nó nghiêng được mấy anh. Nè. Ừ. Nè, nó nghiêng vậy được luôn nè. Đầu 1/2 luôn giùm em, cây này còn đẹp. Hiệu KTC 12.7mm. Rồi hai cây này em bán giá là 160.000. 113. 160.000. 114, cái đầu này đầu 3/8 nha. Đầu 3/8, cây này không có chữ gì trơn á. Muốn nghiêng thẳng rồi cũng được, nghiêng phải được, nghiêng trái được, thẳng được luôn. Chiều dài 2 tấc 15. Với một cái cần này, cái cần này hiệu là Tramorium gì nè. À, cũng cây vô kê luôn, đầu này đầu 3/8 giùm em ha. Cái này nặng vậy? Hả? Chứ xịt gà bẫy á. Cho miếng gà bẫy. Nè. Với nó nhỏ mà không có cục khẩu khó mà. Cái lỗ nó phải đè nó vô cái gắn khẩu. Nè. Nhẹ rồi nè mấy anh. Có gà bẫy vô là nhẹ rồi đó. Nè. Tại vì hồi chưa vệ sinh á. Khỏi đi. Rồi hai cây này 150.000 nha. Mã 114, 150.000. 115, hai cây mỗi lết. Một cây này hiệu size 1 tấc rưỡi, hiệu Mitsubishi, màu đen đen vậy mà anh, nó đen đen vậy đó, chứ không phải nó bị đen đâu. Ủa, ờ đúng rồi, nó màu đen vậy đó anh, hai bên đẹp nha. Nè. Dặn ngược nghe. Cái gì? Dặn ngược cái mỗi lết thường mình. Cái này dặn ngược hả? Là sao? Cái mỗi lết mình đẩy lên vậy lại dơ phải không? Ừ. Nó gục xuống, nó dặn ngược với cái mỗi lết của mình. Gì kỳ vậy? Ừ. Dặn ngược với mỗi lết. Dặn ngược, gì kỳ vậy? Ủa đúng mà. Đúng không? Đúng. Ngược là sao? Không nổi. Thì dày ra đúng rồi. Phải không? Ừ. Ngược lắm ngược. Này, nó ngược. Nó ngược à. Rồi nha, hàng luôn nè. Thì chưa xịt cái bẫy á. Cái này màu đen á mà anh. Rồi nó dính cái màu tay em thấy ghét thiệt. Này. Cây này hiệu Mitsubishi luôn, size 2 tấc rưỡi luôn á anh. Dạng giống cổ quá. Nè. Nó giống như của Thị Điển, như Banco. Này miệng người có dấu nhẹ nha. Mở nó màu đen chứ không phải là màu trắng nha anh. Cái này là nó đen nguyên thủy chứ không phải là nó bị đen như vậy nha. Hai cây này em bán giá 240.000, mã 115, 240. 116, cái này lạ nữa. Ồ, nay nhiều đồ lạ với ta. Cây này á, thì nó mở ốc đa năng, bên đây mở từ được con ốc 9 ly cho đến 14 ly. Còn bên đây thì mình mở được con ốc từ 15 ly đến 22 ly nha anh. Cái hiệu này nè, em biết đường đọc nha. Nhưng mà cái này nó, ừ, cái này đã luôn. Ừ, ừ, nó muốn bẻ đâu cũng được hết trơn, nó nhiều khớp lắm mấy anh. Nè, nó rất là nhiều khớp luôn nha. Nè, rất là lạ luôn. Cây này mã số 116, em bán giá 130.000 cho cây này. 117 em có cái cây này, đầu này mấy? 3/4 hả? Ừ. Đầu này đầu, cây cần lực 3/4 nha mấy anh. Nó có cây sắt sẵn luôn. Chiều dài cây này hết luôn là 4 tấc 8. Đầu có gơ nhẹ. Viên nó bị gỗ nha mấy anh. Nè, nó bị dính nước, nó hơi bị gỗ. Phần này, bô lia ra nhìn thấy vậy á.
vô nè, đảo chiều. Cái đảo chiều hình như nó bị gãy, nó hàn vô miếng hay gì á, phải không? Hay nói vậy, vậy bị cong hả? Nhưng mà nó bị cong dạng sao không kêu nè. Đây đây nhạc, đây xịt miếng bảy vô. Nó chưa sát hay gì á. Xịt miếng bảy vô nè, xịt đi. Nãy nó xịt mà quên xịt rồi. Quá rẻ mà. Là nó chưa vô xác á, nó mới không kêu. Với nó hơi xác lắm nghe mấy anh, này về vệ sinh thêm mới sử dụng được nha. Nói chung là hơi xác, bỏ bán rẻ 117 nghe mấy anh, em bán giá 200.000. 118 lục giác. Lục giác nè, này có một bộ nè mấy anh, mất có một cây một thôi, nguyên bộ luôn. Đây nguyên một chùm nữa, chùm này đầy đủ luôn mấy anh ơi. Nè đầy đủ luôn. Đây cũng có một chùm, hai chùm luôn mà nó bị mất hết mớ rồi. Nè. Cây này bằng gì mà mới giữ là 10 ly. Có cái đầu cái khế luôn. Cây này thì rớt mấy cái rồi. Còn như đây là lẻ nha mấy anh. Thấy em thấy là đủ cỡ hết trơn nè. Rồi hết đóng rồi luôn, em bán giá 130.000 cho bộ lục giác này nha, mã 118. 118 giá là 130.000 bao ship bộ lục giác. 119 một cái cảo F, ủa cảo C nha mấy anh. Cây cảo C nha, ra vô ok, chén còn. Cây này có hiệu đây, có chữ thôi chứ không có hiệu gì trơn. Bằng gan khá là nặng luôn nha mấy anh. Ngàm là nhiêu anh? Ngàm 125 hả? Ngàm cái này 125. Ngàm 125, ra vô ok, còn chén luôn. Nè. Này này cũng đẹp. Nè chén nè. Rồi, mã 119 giá 150.000. Cái này ngàm 125 lận nha mấy anh. Mã 119 150.000. 120. 120 là em có cái dao cắt ống mà anh, dao cắt ống sắt á. Cái này lưỡi dao nó còn nguyên luôn nha. Nè, còn khá là lớn luôn. Hai cái bánh trớn cũng lăn được luôn. Mã cái cây này bị gì anh? Tân. Cây đó nè, cái này nó không được bén hung nè. Cái này hơi gơ nè. Đó nhưng có hai cái bánh này mấy chát chưa xài nè. Chát về gắn này được nè, gắn vô hai vô xài. Em có hai cái lưỡi dao, hai lưỡi dao này mấy anh về thay vô này. Còn viết cái này nó bị gơ mấy anh ơi, nè bị gơ nè. Nó nói chung mà thanh lý đây, cái này là thanh lý 130.000. Ủa 150.000 luôn đi, ở đây nè nữa sửa nữa. 130.000 mã 120. 130.000 cho nhiêu đây nha mấy anh, hai lưỡi dao với cái này 120. Cái 121. 121 cái này là cái gì? Cái đục. Em kêu là cái đục đi chứ em không biết này cái là cái gì. Nó vậy nè mấy anh. Nó khá đã ha. Hình chiếc lá. Chiều dài cái này là 2 tấc 15. Bản cái này là khoảng 5 phân rưỡi nha. Bản 5 phân rưỡi. Cái này cũng có độ dày nữa nha. Độ dày cái này khoảng 3 phân. 3 phân khá là nặng luôn mấy anh. Ở hơn ký lô luôn á. Mã 121 giá 120.000 nha. Không biết này làm gì luôn. 122 cái này cái gì cũng không biết luôn. Cái này nó chất là sử dụng đồ hơi hay sao rồi nó cứ găng vô vậy nè mấy anh. Cái găng vô này găng 21. 21 cái đầu này nó vậy đây. Nó ra vậy em cũng không biết này là kêu là cái gì luôn. Không biết làm gì luôn. Này em cũng không biết là gì luôn. 20.5 nha. 20.5. Mã 122, 130.000 cho cái này. Còn cái này ống này ống mũ nha. Ống thun. Ống thun á. Ống thị lực á. Vậy hả? Cái này xài trên thị lực mà không biết làm gì không biết. Mã 122 nha mấy anh, 130.000. 123, cái này nặng 5 6 kg gì đó mấy anh. Cái này gắn vô cái máy khoa máy đục 30 ly nha. Cốt này là cốt 30 ly. Nhưng mà nó gắn cái này cái đầm á, kêu là đầm á mà, đầm 30 ly. Cái bàn chà bá lửa luôn, vậy cua luôn. Cái bàn này là 1 tấc 95. 2 tấc 95. Tấc 95. Cái này bề ngang tấc 95 nha mấy anh. Cao từ dưới lên tới trên là khoảng 2 tấc 2.
Rồi, cái cục này em bán giá 350.000. Để gắn vô trong cái máy đục 30 ly để mấy anh đầm đá nha, đầm bê tông á. Nặng tới 5-6kg gì lận á. 123.350. 124 là em có này, lò làm vườn chỉ có nhiêu đây nè. Một cái bồ cạo 245 chia, mới chát luôn mà anh, chưa xài luôn, mới luôn. Một cái xuống cũng mới luôn, bằng sắt khá là mới luôn nha mấy anh. Nè. Với một cái này là bộ ghế cây. Rồi ba món vậy 130.000. Mã 124 130. 125 cưa. Cây này nè, cây cán này gắn vô cái lưỡi cưa này nè, cưa mất in da băng luôn, size 2 tấc. Lưỡi này lưỡi mới luôn, chưa xài luôn mấy anh ơi, còn nguyên không mẻ cái nào luôn nha. Một cái cán, cán này dài. Ủa cái lưỡi này chưa xài luôn. Ủa cái lưỡi này chưa xài luôn, chưa khui luôn mấy anh ơi. Cái này là gắn vô đây vừa nha. Còn cái lưỡi này nó mới không có nè. Cái lưỡi này nó không có này móc vô đây được không anh? Không. Cái lưỡi này không có cán nha. Lưỡi này khá là mới luôn. Không mẻ luôn, không gãy luôn, có da băng luôn nha. Còn cái này nè, cái này nó mới gắn vô đây được nè. Thì là nguyên lưu phanh này nè. Là gắn vô được, hai cái được luôn. Đây một lưỡi tay cán lưỡi nè, dài. Lưỡi là 2 tấc 65 nha, lưỡi nhuyễn với lưỡi to luôn. Ok, mới luôn anh. Thiệt, lưỡi cưa đẹp á, nguyên đóng này đẹp anh ơi. Với lưỡi này mới chưa khui luôn. Mã này mã 125 giá 200.000. 126, lưỡi này làm gì? Cắt ống, cắt sắt cũng được. Quá dài. Có làm cho mấy con cưa thục á, cưa vòng á, nó giống như cưa vòng á, có tự á. Lưỡi này quá dài luôn. Chiều dài hết luôn, cái lưỡi này là 47. Còn cái lưỡi này thì nó 37 năm. Lưỡi này cắt sắt nha mấy anh, da băng luôn nè, Nike da băng. Nó cắt sắt đó mấy anh ơi. Một lưỡi to với lưỡi nhuyễn nha. Hai mã này giá, ủa hai cây này em bán giá 120.000, mã 126 120.000. Mã 127 cưa nữa. Một cái kia cưa, cưa này gãy mỏ rồi. Lưỡi ok nha, không gãy cái nào luôn. Cán ngủ có chữ luôn nè. Với hai cái này thì có một cái gắn vô được hả anh Tân? Hai cái gắn được thấy giống giống không biết qua gì anh. Hai cái lưỡi này mấy anh về nghiên cứu gắn vô thử được cái này không nha. Em có hai lưỡi nè. Không à. Nè còn cái này thì có. Nè, tại vì anh gái vừa nè. Em gái vừa thấy nó giống giống luôn nè, nó không? Ừ. Nè. Còn này không đóng thì về mình cắt cái ngay này đây. Giống luôn. Giống nè, y chang luôn không nè. Ok, vậy ok. Cái trái luôn, cái này gom bôi luôn nữa anh. Gom bôi. Nè, này gom bôi. Cái này nè. Lưỡi này ok không mẻ nào luôn, gỗ nhuyễn nha. Lưỡi này dày nha anh. Nè, lưỡi này cũng ok luôn, không mẻ luôn. Này cũng không mẻ luôn. Rồi với cán này khá là nặng luôn. Ok. Rồi. Nhiêu đây nha anh. Mã 127 200.000. 128 hai cây búa. Một cây búa là đầu đóng nè, có dấu không mẻ nha. Đầu gò nè, gò cũng có dấu. Rồi bằng, rồi nhọn á, bằng á anh. Ở sao dặn ốc được luôn. Hiệu Mave gì nè. Cán này cũng đã ha, ngộ ha. Với một cây búa này là bằng thép trắng hay sao á, nhổ đinh nè mấy anh, miệng nhổ đinh nè, đẹp nè ha. Đầu đóng cũng không có dấu nhẹ nhẹ à, không mẻ luôn. Cán này là bằng mũ hay bằng thủy tinh ta, không biết nữa. Cán này bằng mũ em anh. Nè. Rồi, hai cây này em bán giá 200.000, mã 128 200.000 cho hai búa. 129 cái đội. Cái đội này hiệu gì đây? Hai chạ. Hiệu gì không biết được. Toyota Motor. 2600. 26.010. Nói là cái mã của nó thôi. À, 2 tấn. Nó em dựng lên được tới đây mấy anh ơi. Cứng quá. Mà anh cái này thanh lý mà anh về vệ sinh thêm với dặn lên đây chứ giờ nó tới đây nó cứ ngắt rồi. Được, được thôi vô mỏ đó. Còn lên nữa được không? Lên hả? Nè lên nè, lên được chút nè. Nó bị dạng như bị sét mà anh. Sét mấy găng nó về mà anh dặn ban ốc này ra nó vệ sinh đi chắc được á. Nè. Hồi sớm nó nằm tuốt trên á anh dặn xuống được vô đây nè. À. Rồi đi đây, gọi đi được rồi. Nè lên được khúc rồi không? Nó hai tầng nữa mà nó bị ấy anh. Hai tầng lận nhá anh. Rồi. Giờ nó còn lên được có nhiêu đây thôi. Lên được 2 tấc 3 à. Mã này mã 129 nha, em bán giá 230.000. Cây này hiểu lên được có một khúc thôi. Còn khúc kia nó hết lên được rồi. Mã 130. 130 là chìa khóa. Chìa khóa này thì nó gồm là 6 kg nha. 6 kg. Tổng luôn cái thùng là 6 kg nha mấy anh.
phòng ngủ em cũng hết mẹ nửa ký hay gì hay nhiêu rồi đó không biết nữa. Cái này là chìa khóa 41 nè, bự có luôn. 35 nè. 30 nè. Nè chìa khóa. Nói chung là hết đóng rồi luôn là 6 ký á. 140.000 ship nha mấy anh. Ủa có một lít đây nữa vậy. Chắc là ở đây. Má 130, 140.000. 131. 131 là hai cái bàn cắt gạch mấy anh. Một cái á là nó bị, một cái là còn nguyên mà bị gì, còn nói chung là một cái là nó còn nguyên mà nó, cái này thì nó còn cái lưỡi nè, còn cái lưỡi nè mà nó bị gãy bàn rồi, cái này bị gãy bàn rồi, còn cái này là còn cái bàn còn lưỡi luôn. Thì mấy anh về có thể mình lấy cái lưỡi này mình gắn qua đây luôn cũng được, nói chung hai cái chém cháo đi. Bàn này bể nè, cái này bị bể, còn mát cái này còn nguyên nè. Mát cái này cũng in made in Japan luôn, hai cái trang à mà khác size nha mấy anh. Cái này cái nhỏ nè, cái lưỡi còn luôn nữa phải không? Ừ. Cái này cũng còn lưỡi luôn. Cái này cũng còn lưỡi luôn mà cái này bể rồi. Mày bị gãy bàn thôi. Ừ. Rồi hai cái này em thanh lý ha. 350.000. Bao ship nha. 31 350 bao ship. Rồi nó giằng vô cái vỏ ngực mẹ bạch bạch luôn con ơi. Rồi cái này tiếp theo bán này về cho anh đó. Cái này là mã 132 em anh. Thì cái này nó tuôn luôn, nó không có dính gì hết trơn. Dây xích là còn luôn em anh, xích với móc còn luôn. Nói chung là gặt vô cũng được anh. Gặt vô là nó trơn chùi á. Nó chảy ra được luôn. Không biết bị gì. Này mấy anh về có thể sửa được không? Xích. Dây xích nè. Đó. Xích với móc luôn. Rồi, mã 132 á, cục này em bán giá 300.000. Vậy cho mình cũng giảm gỡ móc xích cho mình bán hết 200 rồi. Ừ. 132. Còn nguyên cục. Con này 800kg nha mà, có mắt đi giao ăn luôn nè. Vậy mình nghiên cứu ha. Nói chung là chích lên lại, chạy lại chích lên cho bạn không á. 133 là cái thùng. Cái thùng này màu đỏ, thùng bằng mũ nha anh, khá là lớn luôn. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái mây là cái gì vậy? Biết rồi. À, có một cái tờ này. Một cái này. Một cái này. Cái thước, cặp thang, cái cử, mấy chìa khóa. Nói chung là cái này trong cái máy cắt bàn gì đó mấy anh ơi. À combo hai cái. Ừ, con khoan với con mài. Con khoan với con mài vậy. Cái thùng này thì em bán cái thùng này, em không phụ kiện trong đó có không đó thì em để luôn theo nghe em anh. Cấn độ trong á, cấn độ trong á, cấn độ trong. Cấn gì vô không được bên đây em anh, vậy em anh nghiên cứu. Chiều dài cái thùng này là nó 48 rộng 24, cao lên dữ lắm nha, cao lên 2.5 tấc. Rồi bán về cho anh lấy phụ kiện lấy gì lấy, thùng chả ba lửa luôn 133 nha anh, giá 200.000. 134, 134 cái thùng này thùng Makita hay gì á, thùng máy khoan hay gì anh. Con này là chiều dài là 42 năm, rộng là 2.9, cao lên là nó 1.1 nha. Thùng bằng sắt nha mấy anh, hơi có xét xét nhưng mà không có mục đâu. Ở trong nè. Nó ở trong hơi dơ nha, nhưng mà nó dày lắm, dày cui à, không có mục ở đâu hết nha. Rồi thùng này mã 134, em bán giá 180.000. 135, một cái thùng Natinatonan. Thùng này bằng mũ nha. Hai móc còn đầy đủ hết. Không mớp không bể đâu hết mấy anh, chiều dài 37, rộng 27, cao lên nó khoảng 1 tấc. Ở trong thì rộng nha, nè, khá là rộng luôn. Mấy anh về cắt mấy cái lỗ này nè, xong rồi mình đừng để mấy khoan, mũi khoan này kia nó kiểu rồi đó là rộng lắm. Thùng này thì rộng, 130.000, mã 135, 130.000. 136, hai cái thùng, một cái thùng nhỏ thì nó không mớp, móc không được cứng nha. Ở trong thì nó đẹp vậy nè. Nè, không bằng sắt hết nha mấy anh. Nó chỉ bị xét xét thôi chứ nó không có bị mục nha. Ngang là 3.1. Rộng là 1.2, cao lên là 7 phân. Một cái. Còn cái thùng ở dưới. 1. Ra đi. 2.2, cao lên là khoảng 1 tấc. Cái thùng Makita thùng này cũng móp luôn. Móp thì còn đầy đủ mà hơi móp nha mấy anh. Ừ. Hơi móp vậy mấy anh gọi lại nghe nhà mấy thùng này còn ngon nha mấy anh, còn mới chát.
thôi. Nè, thùng này dày lắm nhưng mà có cái nó hơi móp thôi, chứ nó trong nó còn ấp phê lắm mà. Còn mới chát. Rồi, hai thùng này mã 136, bán giá 150.000 hai thùng. 137, cái thùng này hiệu Top Boss nha mấy anh, hơi xét. 1.300 tấc. Dài này là 15 rưỡi. Cao lên nhiêu? Cao lên 1 tấc. Hơi xét xét nè. Rồi cái móc. Ở trong thì đẹp nha mấy anh. Thôi thùng này bớt luôn. 1. Đây. 120 luôn đi. Mã 137 nha mấy anh, giá là 120.000 luôn. Rồi, thì hết rồi mấy anh. Nào có nhiều đó mấy anh, nào thích món nào thì cứ gọi điện chốt món đó nha mấy anh. Tới đây em kết thúc video, xin chào tạm biệt tất cả mấy anh mấy chú, hẹn mấy anh chú trong video sau các em nữa nha. Bye bye.